chắc có ai biết bữa nay là ngày âm lịch ngày mấy không ta? 11 tháng 3 năm Quý Mão. 11 tháng 3 năm Quý Mão. 11 tháng. Cái này còn ai có khăn không, lạnh quá xin mượn cái. Để vô bỏ nhà chứ. Rồi, không có lấy của người. Quý Mão hả? Quý Mão tức là con mèo, con mèo sang trọng phải không? Rồi, Quý Mão. Ok, rồi bắt đầu đọc tới cái phần mình cần phải đọc. Năm nay hơi dân chủ, tại mấy năm trước có mình còn viết, nãy giờ con ngồi viết à. Được một khúc gì đó. Tại thường nó không có viết sớm. À, con viết ngay cái lúc mà cảnh sao viết à. Mình đâu phải đọc diễn văn rồi đâu. Ok rồi. Hôm nay ngày 30 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão. Con Thiên Nhãn Thái Tử Thiên Hoàng Thiên Nước Việt, công chúa Thiên Long Cung, Quyền Châu, Thiên Hạnh Hảo, Gia Quyến cùng các thiện nam tín nữ và cùng các đệ tử họ Thiên xa gần khắp mọi nơi, các tiểu bang tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Milpitas, Bắc, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ cùng các chư vị. Xin lỗi cha mẹ, cái này con đọc và nhát chứ không có thiệt. Hãy không có nha. Hãy xin lỗi mấy gì trước nha. Mấy gì cũng nghe mà. Kính thưa cha mẹ cùng các chư vị thiên trưởng, tiên trưởng, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần, chư vị sư phụ Phật Hoàng, Trần Nhân Tông tới công, sư phụ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, sư phụ Đức Thầy, sư phụ Nhạc phụ Long Dương, Long Mẫu, Nhũ Mẫu, Đại Thánh Mẫu Tỷ Tỷ cùng 24 huynh đệ tỷ muội của con trên trời, cùng các chư vị hộ pháp gia hộ cho Thái Tử xưa nay chỉ đường dẫn lối, dạy dỗ con cho có ngày hôm nay. Con rất vui và tự hào. Tự hào với tự hào ta. Hào với quyền. Hay quyền. Bởi vì nó còn xa nhiều lắm. Từ đây tới chiều gắn cho nó chỉnh cái bài này rồi cái đưa về nhà cái thảo in ra mình mới đọc được, chứ giờ nó còn đang nằm đây. Ai mà bấm delete này là xong bữa lễ này cho nó kéo mang. Đứng đó lấy điện thoại delete nha. Sáng giờ đánh được. Ờ à, đây. Ở lạnh. Đã mà đâu có sẵn vậy. Đọc này vô nghe mỗi người vô mỗi ý nè. Nãy có cái bác kia đó hỏi kinh Địa Mẫu rồi. Bà đang viết sớm mà hỏi từ tôi tu kiểu nào nữa chứ. Lìa phút này mà hỏi tu hành. Ở nhà không lo tu. Tự hào kiếp này được cha mẹ chọn, có hạ phàm mang thân người Việt, lập đạo thiên tâm cứu đời. Thở nhỏ có những lúc sống cô độc khổ cực lưu lạc, với người một mình sống giữa trời không ai nương tựa. Sống thấp hèn chút phận nhỏ nhoi bình thường, chịu nhiều ức hiếp ức kỳ thị của người đời, nhưng con đều không buồn giận, vẫn kiên trì vượt qua. Từ cơ xưởng làm ăn cho tới giấy phép mở cổng núi này, lên mạng truyền tin chỉ lối, mong mọi người hiểu cái sự chết sống vô thường đang diễn biến trước mắt. Thiên tai, bệnh dịch, kinh tế, đói khổ, chiến tranh còn gọi là ngày tận thế, và đang sàng lọc chọn người hiền, mong mọi người bỏ ác hướng thiện để được dự hội long hoa. Hỏi anh tài khắp năm châu tề tụ về đất mẹ, xây dựng lại một Việt Nam mới rạng ngời, sánh vai cùng cường quốc tương lai. Vậy mà cũng bị chửi mắng xỉa xói nhục mẹ đủ thứ, cùng giống dân với mình. Nhưng con luôn thương mến họ và cầu xin cho những người đó
sinh cho toàn cõi địa cầu này. Ngày năm quên ngày năm 2018 con xin cha giảng hồi Bôn Nguyên Tử cho thế giới. Năm 2022 con xin xe tăng nha không chính hình thuyết, và hôm nay con cùng các đệ tử họ Thiên cùng cộng lực cộng đức, có lực có đức nó mới sinh nha mấy con, có mặt hiện diện nơi này, nơi đây thành tâm cầu khấn xin cha mẹ cho chiến tranh, bệnh dịch, kinh tế, thiên tai, đói khổ sớm qua mau, cái ác ra đi chỉ còn lại cái thiện, cho thế giới trật tự ổn định lại, cho Đức Thầy sớm xuất hiện, cho con có cơ hội lo cho dân cơm no áo ấm, cho Phật Di Lặc ra đời, Đức Phật Di Lặc ra đời, cho ba tánh có cuộc sống an bình hạnh phúc, cho thiên tướng Trâm sớm trở lại ổn định trật tự thế giới, cho đầm lầy kỳ này sẽ tắc cạn, cho kinh tế Mỹ ổn định trở lại, cho con sớm được về Việt Nam làm xong phần nhiệm vụ phần còn lại, cho con dân Việt Nam thoát cảnh áp bức sống khổ cực đói kém tủi nhục cơ hàn làm lao động xanh dùm khắp mọi nơi, cho 6 triệu chim hiền được trở về xây dựng lại một mái nhà mới Việt Nam, cho anh em Bắc Trung Nam đoàn kết, ai ai cũng bình đẳng không phân biệt, ta đây ăn nói lưu lót là chức trưởng, còn ngươi ăn nói thất phát miền Nam là chức phó, cho thầy ra thầy, tục ra tục, tăng ra tăng, không còn lấy đạo làm đời, không còn mượn áo vàng đẹp trai ăn nói ru ngủ chỉ để thu tài, không khai trí cho Phật tử, còn làm cho Phật tử không tin cha mẹ, không tin có Phật Di Lặc sắp ra đời, cho xã hội xáo trộn mất đi niềm tin trời Phật, nước Việt Nam không còn mấy ai tròn hiếu nghĩa đạo vợ chồng, trẻ nhỏ hung hăng, người lớn vui chơi thoát loạn, dân giờ không còn tin chính quyền thấp không tin chính quyền cấp cao, đảng viên không tin lãnh đạo không tin lãnh đạo trung ương, cứ đốt củi đốt lò đấu đá lẫn nhau chỉ vì phe nhóm cá nhân tranh giành quyền lợi riêng tư, không màng gì tới dân, không lo cho dân, mặc ai chết thì chết, ai sống thì sống, cả nước mọi nơi dân chúng thiếu thốn, thuốc men không có nhà thương sắp bị đóng cửa, không việc làm, công ty bỏ đi, nhân công Bình Dương về quê làm ruộng cũng không có ruộng mà làm, chợ Bến Thành vắng lặng điều hiếu, Sài Gòn giờ là thành phố buồn, thành phố ma, rồi đây sẽ có nạn đói bệnh dịch Covid trở lại, mọi nẻo đường vận chuyển sẽ bị bế tắc, khi chuyện đã tới thì hỡi ôi, hiện tình đất nước đã tiêu tan, nay càng ngày càng thêm suy đồi sẽ sụp đổ, cộng đời sống kém đạo đức do tập đoàn thầy quốc danh, nên giờ ai ai cũng như người mất hồn, không nơi nương tựa tinh thần thể xác, khiến pháp đạo ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017 do lệnh cha ban xuống, là chiếc thuyền Bát Nhã, là cái phao giữa biển khơi, là dòng tay êm ái của mẹ hiền kịp cứu đám con khờ lặng hụp giữa dòng đời gian ác đầy ô trượt của thời tận thế hạ hạ quân này, để chuẩn bị bước sang đời tân dân thánh đức thượng quân, thời vàng kim, thời của những đứa con ngoan hiền còn hữu duyên tin vào cha mẹ, biết giơ bàn tay lên khi không còn tia hy vọng, vì khi bốn núi đá khép dần kính ép kính, khi cuối đường hầm bóng tối, mẹ cho tia sáng, thiên tâm ra đời kịp lúc, con thiên tử, con cha mẹ được ân phước hạ phàm lập đạo, cùng sư phụ Đức Thầy chịu biết bao tủi nhục kiên trì vượt qua, hôm nay con cũng có chút
hôm nay cũng có chút mầm non nảy nở. Hiện diện có mặt buổi lễ hôm nay, đám con Houston bỏ công việc làm ăn, không ngại đường xá xa xôi, lái xe còn làm cái miếu thật đẹp tặng cho núi Thiên Long Sơn, ngài Sơn Thần. Thật cảm động, hôm không có gì nói. Thiên Nam Đạo, đạo trời Pháp Phật sẽ dẫn đầu cùng các tôn giáo tự do ngự trị thịnh vượng lâu dài, cho rạng danh con rồng cháu tiên, cho nước Việt Nam sáng làng, cho năm châu chầu phục Minh Dương về lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoang ca cuộc đời. Xin cha mẹ cho hài nhi được phước lo này, để về trời phục lệnh cho cha mẹ vui. Con nguyện sẽ lấy ân báo oán mà con đã được mẹ cha cùng chư vị lâu nay thường dạy dỗ, cho chim hiền hải ngoại được tự do bay về dựng lại một đất nước quá tan nát nghèo khổ. Con cho những cái giả cái mị dân không còn trên đất nước Việt Nam nữa, và luôn cầu xin cha mẹ hải hà xá tội cho chúng sanh, vì họ chưa hiểu mà đã phạm lỗi phạm thượng, cho thế giới, cho Ukraine, cho chiến tranh sớm qua mau, cho mọi nơi vui ca tiếng cười, cho sự bất công xã hội không còn tồn tại ở ngoài địa cầu này nữa, cho con kiếp này là kiếp cuối. Rồi tất cả đi vô trong này hết đi. Tất cả mọi người đi vô hết đi. Có rồi, con bưng tới. Ok, lỡ là bưng lại đây. Để dưới này. Tất cả mọi người mới cầm cây nhang rồi im lặng. Không ít như là qua đây. Tất cả mọi người im lặng nha. Không ai đi đứng gì hết. Đi vô trong này hết. Còn vô trong hết, tất cả mọi người vô đứng trong khu phía bên này hết. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Thập Phương Vô Lượng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát. Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ. Nam mô Đức Chúa Giêsu. Nam mô Đức Mẹ Maria. Nam mô Thánh Mahomet Giáo Chủ Hồi Giáo. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Chư Thiên Chư Thánh Chư Thần khắp mười phương tám hướng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần tứ đại thiên dương.
Nam mô Thánh Mẫu Lục Châu, Thánh Mẫu Châu Mỹ, Thánh Mẫu Châu, Thánh Mẫu Châu Châu Á, Thánh Mẫu Châu Thái Bình Dương, Thánh Mẫu Châu Úc, Thánh Mẫu Châu Phi. Nam mô Long Dương, Long Mẫu, Ngũ Long Công Chúa, Các Thái Tử Long Cung. Nam mô Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông Sư Phụ. Nam mô Đức Phật Thầy Tây An Sư Phụ. Nam mô Tổ Sư Hệ Phái Khất Sĩ Minh Đăng Quang. Nam mô Cao Đài Thiên Âm. Nam mô Quốc Tổ Quốc Mẫu Hùng Dương. Nam mô Đại Tỷ Tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Nam mô Tứ Đại Thiên Dương. Nam mô Chư Vị Thánh Thần Long Cung Thị Giới. Nam mô Các Sư Tỷ Long Cung Thị Cung Thánh Mẫu Phú Quốc. Nam mô Chư Vị Thần Hoàng Sơn Thần Thổ Thần Thổ Địa Chư Vị Thánh Thần Năm Non Bảy Núi. Ông Vua Bà Chúa Tứ Phương Tám Hướng Mười Hai Phương Khắp Toàn Cõi Nước Việt Nam. Nam mô Ông Vua Bà Chúa Tám Phương Mười Hai Phương Hướng Khắp Tác Cõi Nước Mỹ. Nam mô tất cả các vị Thánh Thần khắp cùng các năm châu bốn biển toàn cõi địa cầu này mà con chưa được biết. Nam mô đệ nhất đệ nhị Long Thần Thất Sơn Núi Cấm Sám Long Thanh Long. Nam mô Xích Long Bạch Long đệ nhị Long Thần Núi Thiên Long Sơn. Nam mô Đức Đại Thánh Vương Trần Hưng Đạo Vua nước Việt. Nam mô Đức Đại Thánh Dương George Washington Vua nước Mỹ. Nam mô Đức Đại Thánh Dương Quang Đế Công Vua nước Tàu. Đại Thánh Dương Trần Quang Khải phụ tá của Đại Thánh Dương Trần Đạo. Nam mô Đức Đại Thánh Quân Lê Văn Việt. Nam mô Đức Đại Thánh Văn Nguyễn Thái Học. Nam mô Đại Thần Trấn Nam Nguyễn Kim Trực. Nam mô Thần Bến Nghé Thần Núi Ba Vì và các vị thần nước Việt Nam. Từ đầu khởi nguồn đường cơ Long Hổ năm 1978 mãi cho đến ngày hôm nay, dìu dắt con biết rõ nhiệm vụ của mình xuống trần thời mạt pháp này. Nam mô hồn thiên sông núi từ bao đời của 100 bộ lạc giống nòi người Việt xa xưa từ bên kia Trung Quốc cho đến ngày hôm nay hình chữ S, cùng tất cả chư vị thánh thần miền Bắc, miền Trung, miền Nam nước Việt Nam. Nam mô cung thỉnh các chư vị thổ địa hộ pháp cơ xưởng kiên tí, các vị hộ pháp nơi gia của Thái Tử, các vị hộ pháp Thiên Long Giang, Ngã Hồ và Thiên Long Cung ở Fusia, Houston về đây hôm nay dự lễ. Xin cung thỉnh các chư vị tề tụ tham dự buổi lễ. Xin giảm nghiệp cho nhân loại vô minh. Hôm nay ngày 30 tháng 4, ngày kỷ niệm của nước Việt Nam bị ngăn cách bởi ý thức hời. Một bên thì là tháng tư đỏ, một bên thì tháng tư đen, một bên vui, một bên buồn. Thiên Long Sơn hôm nay ngày đầu tiên con làm buổi lễ 30 tháng 4 này, để cho từ nay nước Việt Nam chỉ cho ngày hôm nay là ngày kỷ niệm, chứ không có ai vui và cũng chẳng có ai buồn. Đó là vì nghiệp quả của chúng sanh nước Việt nặng, cho nên phải chịu nhiều khổ cực đắng cay. Ngày 30 tháng 4 năm 2023 nhằm ngày 11 tháng 3 năm Quý Mão, con Thiên Nhãn Thái Tử Thiên Hoàng Thiên Tuấn Kiệt cùng công chúa Long Cung Quyền Châu Thiên Hạnh Thảo Gia Quyến cùng các thiện nam tín nữ và các đệ tử họ Thiên xa gần khắp mọi nơi, các tiểu bang tề tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố
miền Bắc của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa cha mẹ, cùng các chư vị tiên trưởng, chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh, chư Thần, sư phụ Phật Hoàng tới Trần Nhân Tông, sư phụ Tế Công, sư phụ Tổ sư Bồ Đề Rạc Ma, sư phụ Đức Thầy, nhạc phụ Long Dương, Long Mẫu, Nhũ Mẫu, đại tỷ tỷ và 24 huynh đệ tỷ muội của con trên trời, cùng các chư vị hộ pháp gia hộ cho thái tử xưa nay chỉ đường dẫn lối dạy dỗ con có ngày hôm nay. Con rất vui và tự hào kiếp này được cha chọn cho con hạ phàm mang thân người việc lập đạo thiên tâm cứu đời. Thở nhỏ có những lúc sống cô độc khổ cực, lưu lạc xứ người một mình, sống giữa trời không ai nương tựa, sống thấp hèn chút phận nhỏ nhoi bình thường, chịu nhiều ức hiếp kỳ thị của người đời, nhưng con đều không buồn giận, nhưng vẫn kiên trì và vượt qua từ cơ xưởng làm ăn cho tới giấy phép mở cổng núi Thiên Long Sơn này, lên mạng truyền tin chỉ lối, mong mọi người hiểu cái sự chết sống vô thường đang diễn biến trước mắt. Thiên tai, bệnh dịch, kinh tế, đói khổ, chiến tranh, còn gọi là ngày tận thế, đang sàng lọc chọn người hiền, mong mọi người bỏ ác hướng thiện để dự hội Long Hoa, hội anh tài, khách năm châu tời tụ về đất mẹ, xây dựng lại một Việt Nam mới rạng ngời, sánh vai cùng cường quốc. Vậy mà cũng bị chửi mắng, sửa xối, nhục mạ đủ thứ. Những người đó thật đau lòng, là những người cùng giống dân với mình, cùng tiếng nói với mình. Nhưng con luôn thương mến họ và cầu xin cho những người đó, xin cho toàn khỏi địa cầu này ngày lễ Vu Lan năm 2018, con có đặt bàn cầu khấn xin giảm hồi bốn nguyên tử, xin cha giảm hồi bốn nguyên tử. Và sau đó con đặt bàn cầu khấn năm 2022, xin cho xe tăng Nga không chiếm thành Kiev. Và hôm nay cũng vậy, con cùng các đệ tử họ Thiên cùng cộng lực, cộng đức có mặt hiện diện nơi đây, thành tâm cầu khấn xin cha mẹ cho chiến tranh, bệnh dịch, kinh tế, thiên tai, đói khổ sớm qua mau, cái ác ra đi chỉ còn lại cái thiện, cho thế giới trật tự ổn định lại, cho Đức Thầy sớm xuất hiện, cho con có cơ hội lo cho dân cơm no áo ấm, cho Phật Di Lạc ra đời, cho Đức Phật Di Lạc ra đời, cho bá tánh có cuộc sống an bình hạnh phúc, cho Thiên tướng Trump sớm trở lại ổn định trật tự thế giới, cho đầm lầy kỳ này tắc cạn, cho kinh tế Mỹ ổn định trở lại, cho con sớm được về Việt Nam làm xong phần nhiệm vụ, phần còn lại cho con dân Việt Nam thoát cảnh áp bức sống khổ cực, đói kém, tủi nhục, cơ hàng làm lao động sanh dùm khắp mọi nơi, cho 6 triệu chim hiền được trở về xây dựng lại một mái nhà mới Việt Nam cho anh em Bắc, người Việt Nam Bắc Trung Nam đoàn kết, ai cũng bình đẳng không phân biệt. Ta đây ăn nói lưu lót là chức trưởng, còn ngươi ăn nói chất phác miền Nam là chức phó, cho thầy ra thầy, cho tục ra tục, tăng ra tăng, không còn lấy đạo làm đời, không còn mượn áo vàng đẹp trai ăn nói ru ngủ để thu tài danh lấy đạo mạo đời, không khai trí được cho Phật tử, còn làm Phật tử không tin cha mẹ, không tin có Phật Di Lạc sắp ra đời, làm cho xã hội xáo trộn, mất đi niềm tin trời Phật. Nước Việt Nam nay không còn mấy ai tròn hiếu đạo, vợ chồng trẻ nhỏ hung ăn, người lớn vui chơi thác loạn, dân giờ không còn tin chính quyền thấp, không tin chính quyền cấp cao, đảng viên không tin lãnh đạo không tin lãnh đạo trung ương,
và Trung ương không tin thể chế, cứ đốt củi, đốt lò, đấu đá lẫn nhau chỉ vì phe nhóm cá nhân tranh giành quyền lợi riêng, không màng gì tới dân, không lo cho dân. Mặc ai chết thì chết, ai sống thì sống. Cả nước, mọi nơi dân chúng thiếu thốn, thuốc men, nhà thương sắp bị đóng cửa hàng loạt. Không việc làm, công ty bỏ đi, nhân công Bình Dương về quê làm ruộng cũng không không có ruộng mà làm, vì đã bị người Trung Cộng mua thu hết. Chợ Bến Thành vắng lặng điều hiếu, Sài Gòn giờ là thành phố buồn, thành phố ma. Rồi đây sẽ có nạn đói, bệnh dịch, Covid trở lại nữa, chiến tranh Biển Đông khó tránh khỏi, mọi nẻo đường vận chuyển sẽ bị bế tắc, tắc nghẽn. Khi chuyện đã tới thì hỡi ôi, hiện tình đất nước đã điêu tàn, nay càng ngày càng thêm suy đồi, rồi sẽ bị sụp đổ. Cộng đời sống kém đạo đức, do tập đoàn thầy quốc doanh ru ngủ nên giờ ai ai cũng như người mất hồn, không nơi nương tựa tinh thần lẫn thể xác. Thiên Tâm Đạo ra đời ngày 16 tháng 3 năm 2017 do lệnh cha ban xuống, và chiếc thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền Bát Nhã là cái phao giữa biển khơi, là dòng tay êm ái của mẹ, kịp cứu đám con khờ lặn hụp giữa dòng đời gian ác đầy ố trượt này, của thời tận thế hảo quân này, để chuẩn bị bước sang đời tân dân thánh đức thượng quân thời vàng kim, thời của những đứa con ngoan hiền còn hữu duyên tin vào cha mẹ, biết giơ bàn tay lên khi không còn tia hy vọng gì, khi bốn núi đá khép dần ép kín lại, khi cuối đường hầm bóng tối mẹ cho tia sáng. Thiên Tâm ra đời kịp lúc con thiên tử, con cha được ân phước hạ phàm lập đạo cùng sư phụ đức thầy, chịu biết bao nhiêu tuổi nhục kiên trì vừa qua, hôm nay đã có chút mầm non nảy nở hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới. Có tất cả chúng con có mặt hiện diện buổi lễ hôm nay, đã những đứa con ở Houston bỏ công việc làm ăn không ngại đường xá xa xôi lái xe còn đe làm cái miếu thật đẹp tặng cho núi Thiên Long Sơn, ngài Sơn Thần, thật cảm động cảm kích. Thiên Tâm Đạo ra đời đạo trời pháp Phật thờ thượng đế, cũng giống như đạo Công giáo, Hồi giáo và những đạo trên thế giới đều thờ trời, sẽ từ từ thống nhất tất cả các đạo, sẽ có nền thịnh trị nhiều ngàn năm về sau, sẽ dẫn đầu các tôn giáo tự do thịnh vượng lâu dài, rạng danh con rồng cháu tiên nước Việt Nam, sáng ngời cho năm châu trầu phục minh dương, về lo xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh quan ca cuộc đời. Xin cha, xin mẹ cho hài nhi được phước lo này, để về trời phục lệnh cho cha mẹ được vui. Con nguyện sẽ lấy ơn báo oán mà con đã được cha mẹ và chư vị lâu nay thường dạy dỗ, cho chim hiền hải ngoại được tự do bay về xây dựng lại đất nước quá tan nát, nghèo khổ, cho những cái giả, cái mỹ dân không còn trên đất nước Việt Nam nữa, và luôn cầu xin cha mẹ hải hà xá tội nghiệp cho chúng sanh vì họ chưa hiểu mà đã phạm lỗi phạm thượng, cho thế giới, cho diêu khen, chiến tranh sớm qua mau, mọi nơi vui ca tiếng cười, cho sự bất công xã hội không còn tồn tại trên quả địa cầu. Hồ Chí Minh đã hút kỳ hạn 80 năm trả nghiệp cho nước Việt, nay đến lúc để giao lại cho con dân Việt rồi. Nhưng sao mà xác vẫn còn ở lăng Ba Đình, thân đầu thì bị ngục hình trồi lên sụp xuống, hồn thì bị tra tấn không hiểu nổi. Dân không hiểu mỗi năm tốn tiền bảo trì xác hôi thối đó bằng nuôi cả triệu người,
Trung Cộng phải Trung Cộng không phải là Trung Quốc vô thần. Xưa nước Tào xung thu nhiều nước, ngày nay cũng nên chia lại lục quốc. Như xưa nước nào trả lại cho nước đó, không xâm chiếm lẫn nhau, không còn hận thù, chiến tranh, chết chóc nữa. Riêng nước Mỹ, gia đình Biden đã xả nghiệp cho nước Mỹ, thì xin đừng cho chia rẽ trắng đen. Sau chiến tranh thế giới thứ ba, mong Mỹ thu lợi phẩm trời ban phong thần. Chúng con với lòng từ bi chí thành dâng hương lễ vật kính lại thắm cầu ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu cùng tất cả các vị Phật mười phương hiện diện hôm nay trên đỉnh núi Thiên Long Sơn màu nhiệm này. Nay con hải hà thương xót chúng sanh ô mê trong cõi ta bà lầm đường lạc lối, mong cha mẹ cảm ứng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Cha cả các chư Phật với ngài Long Dương trên đó cũng rất là xúc động khi mà thù đọc cái bài sớ để cầu xin cho trái đất, cầu xin cho nước Việt cái tâm từ bi. Thì lúc đó dưới này đông quá, cha không có, hồi xưa thường thù cũng ngồi thẳng ngay chỗ đó luôn, cha nói chuyện luôn, nhưng mà giờ đông quá cha kêu lên điện mẫu đi rồi cha bàn riêng, nói chuyện riêng, rồi sau đó cái cha mới chở xuống cha tiếp với mấy gì. Thì lúc mà sư phụ lên ngồi nói chuyện cha thì cha nói những lời con thắng á, cha cho mà không phải cho hết, không biết phần nào cha cho, phần nào cha không cho, cha không có nói rõ chi tiết, nhưng mà hầu hết cha cho theo cái lời thắng đó. Bữa nay mình cứ nghĩ giống như mình nộp request một cái gì vậy đó, mà ở ngoài kia tất cả các quốc gia, tất cả các người tu đạo, những như hoàn lượng lớn lỗi lạc nhất cái thế gian này cũng không ai làm được cái này, không ai mời được cha xuống đâu, nhất là mẹ nữa. Mình nên nhớ rằng mẹ thì gặp cái phụ thường xuyên thì mỗi tuần là nhắn an, nhưng mà cha đâu phải về bận rảnh đâu, cha rất là bận á. Thì cha nói cha sẽ cho, cho phần nào cũng biết phần nào. Thường nói chuyện cha thì nói qua nói lại, cha hỏi còn gì nữa không, hỏi gì nữa không, tình huống nữa không thì thôi. Thích cha cũng rất là chi tiết với Phật, mà chi tiết đến độ mà sư phụ là mấy con á, gắt gao mấy con á, cha cũng biết. Nói sao con khó với mấy đệ tử, sư phụ không cho đứa nào đi ra ngoài á, đi ra ngoài vòng vòng á, nhớ sư phụ dặn không? Tại xưa thì cái luật của mấy vị khác
thì không có cho ai đi vòng vòng, là lỡ đụng như mấy vị Bồ Tát mấy gì ngoài đó thì cha thấy thù ra cái luật đó. Cái bữa nay cha nói cho tụi nó ra ngoài thì mọi nước ra cấm bạn nha, thì lúc đó khi phù hợp xong với cha đó thì mọi người đi ra ngoài mỗi bàn thánh, đó là ý của cha. Còn riêng cái chân thần á, ổng rất là vui, ổng cũng giống như là chủ nhà phải không, ổng chạy lăn xăng ổng vui, ổng nói quá trời đông điếm không hết thì đông, ổng mới nói chuyện với phụ, ổng nói chuyện ngồi ở đây với phụ cũng nhiều lần, nó rất là cực kỳ đông cảm động. Cái bài sớ rất là cảm động, phụ đọc rồi cũng quên rồi, chắc tối giờ coi phim lại. Nhưng mà đúng ra phụ bây giờ quên á, đó là sư mẫu mà lành trí á, dẫn hai đứa nhỏ đừng cũng ngồi đó nhưng mà núp hai cái máy quay phim này. Nên sư phụ lúc bận rồi thì hồn ai nấy giữ chơi, phụ đâu có phải đi nhắc từ người tả sửa đâu. Là Phật cho nên mấy cái mặt quay vô phim hết. Hả? Làm cách khác. Sao? Để con lấy cái lời cho mọi người xem ghép cái video khác. Ghép vào cái cảnh với con quay. Ghép vào cảnh khác. Sao con làm được? Thôi thì kệ, lỡ là cho lên luôn. Tại vì chứ giờ sao giờ chỗ tao ở máy mà phim trường có mặt vô đó. Cái bộ cái mặt dày thì không sao, bỏ máy nó mặt nó mỏng quá trời. Hai cái mặt non này ra mà bị mấy nhiệt cẩm nó thịt là xong. Để lên, đừng có mày ở lên. Con lấy cái lời của tôi. Còn nữa, con này mới vui nè. Cái gì nói á, tất cả các đệ tử của con mà nữ á nghe, đứa nào cũng hiền hết. Hiền quá, nhưng mà sau này á sẽ có vài đứa bị mấy người ác lợi dụng để hại con. Mấy gì nói gì sư cũng không biết, nhưng có cái chữ nhân trong đó nên có võ tài có, nhưng mà sau này thì không biết thì nãy mấy chị có nói gì á. Trời ơi, chuyện của sư phụ là đi hàng nghìn năm thì sư phụ mới ngồi đây tái sanh ngồi đây, thì chuyện của trong tương lai là làm sao mình mấy chị mà không biết được. Rồi rồi vui chứ làm cũng hiền á vậy. Thì ngoan ngoãn nghe lời tu rồi không có nhân trong đó. Nhưng nó nguy hiểm à. Ăn thua mấy con đây. Cái gì bây giờ kêu mấy con đọc kinh là vậy á. Tại vì đến lúc mà vô minh rồi đó mà mình đâu có cần biết hậu quả. Nếu mà cái thằng mà nó frustrate hay là một thằng bị vợ bỏ hay một đứa bị chồng hay bị bồ đá, nếu mà nó có suy nghĩ sang chúng đầu uống thuốc tự tử hay nhảy cầu đúng không? Thì tất cả con sau này cũng sẽ như vậy. Cho nên phụ làm gì làm giận cho phụ kiểu nào cũng được, nhưng mà phải giữ cái 12 thì còn gần với cha mẹ, gần sư phụ và còn giữ được nguyên sát nguyên hồn về trời. Nếu không nó sẽ bị đọa địa ngục. Tại mấy con mà không có giữ số 12 là con xa sư phụ, xa cha mẹ, xa chư Phật, xa luôn tất cả những người ngồi đây. Mình lên núi con thấy lên núi dễ không, mà đến lúc giờ chót nó mệt nó chuột tan cái nó sẽ thành gì vậy trang vậy thôi. Nhưng mà ít nhất nhiều á mình cũng có cái núi này để mình leo. Còn ngoài kia 8 tỷ người có ai có cơ hội, có ai có may mắn như chúng ta có cái núi này để mình leo đâu. Núi này là leo về thiên đàng đó con. Cái lâu ngày không có chuyện với ông Long Dương, tại vì từ lúc mà cơ vận á, từ năm 2017 á, bắt đầu dồn dập lại thì ngày ít cơ về đó mà nói nhiều, tại ngày nói nhiều sợ cho phụ lên mạng chót chót phải không, cho nên ngày không có ngày sợ bị giống như lậu cơ á, cho nên chỉ có một số người được ấn định cha cho để mà dạy cho phụ những cái gì cần phải dạy thôi. Chứ hồi xưa á, ô quá trời bùm binh tá lả luôn,
Long Mẫu, Long Dương, năm bốn bà chị, mấy ông anh Nhũ Mẫu, rồi mấy ông thần nhỏ thần lớn Việt Nam gì, ông Sơn Tinh, Thủy Tinh thì nấu tùm lum hết. Tới lúc mà bắt đầu cơ vận đi vô khúc khúc mà chạy nước rút rồi đó, bắt đầu là động mạnh đó, thì chỉ có một số người quan trọng để mà được cận với sư phụ thôi, tức là cho sư phụ biết được information gì để mà lên nói trên mạng để mà độ chúng sanh bớt có bị giống như là frustrate, và đồng thời cho người ta một cái đường hướng để mà thay đổi giờ chót. Nếu không á, cơ cũng đi giống như xe lửa, nhất khi tới chặn rồi cái đèn đỏ rồi kèn tùm lum vậy đó, thì là 80-90%. Để cho bộ bữa nay xin cũng hơi nhiều quá, đúng không? Hay xin nhiều không? Ham quá trời ham, xin quá trời, xin cho nước Mỹ, Mỹ trắng Mỹ đen tự bà cái này khó không? Thì xin xin nước nào trở lại thành lục quốc phân tranh, nó là ngũ ngũ quốc phân tranh, bản này lục luôn nữa, thì cha nói cho chó, nhưng mà chưa lại ông thành, cha nói cảm động. Tất cả các vị Bồ Tát, các vị Thánh Thần ngoài mà dự buổi này đều nghe hết từng lời từng chữ của mình luôn, từng hơi thở của mấy đứa con, mấy vị đều nghe hết. Mấy đứa con á, mình sẽ tổ chức những bữa lớn, lễ lớn đều đều dài dài, nhưng mà sư phụ không muốn làm nhiều quá, sợ mấy con mất thu nhập, cho nên cứ 3 tháng một lần được, không có đi liều. Còn mấy cái lai rai thì để mấy đứa lô cổ đây nó xử lý, phải không? Bộ Nhân Kinh là bảo đảm xử lý hết. Hả? Lúc con qua đi luôn, thanh niên quốc kịch sư phụ. Chứ sợ mấy con mất ăn cơm thôi. Chứ hồi xưa sư phụ sư mẫu là làm quá trời luôn, every weekend. Mỗi weekend cả ngàn người ăn con lấy phim đó. Mà từng nào á, mà mình không làm trầu ông Nguyên, đóng người họ buồn á. Thì đó là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật. Còn bây giờ thì mình cả 2-3 tháng. Mà lễ này á, cái gì khen sư phụ có cái idea, tại cái này cái idea của sư phụ. Để mà hàng gắn chim hiền với quốc nội, và hàng gắn cộng đỏ, cộng đen, tức là 30 đen, 30 đỏ, đúng không? Hàng bên hận, rồi bên vui á, dẹp, không có hận, không có vui gì chứ, ngày kỷ niệm thôi. Nhưng mà mình không làm trên thế giới này, ai đâu mà làm chuyện này. Thì sau này người ta sẽ dùng 34 là ngày kỷ niệm. Ngày kỷ niệm xả cái nghiệp, không có hận, không có thù. Đó là điểm mà Thái tử làm. Thì bữa nay cha thương cái đó, mấy chư Phật, mấy vị Bồ Tát thương cái đó. Chứ con mà làm cái này, mấy đứa mà sau này mà, tuy là ví dụ ba má, ông nội nó ở Việt Nam ai cũng mà đảng viên hết, rồi lỡ nó khôn, nó qua đây nó học giỏi, nó có tài, rồi cái ở bên đây cứ có cái đó, cái hận thù hoài, làm sao nó phát triển được. Nên không nên. Ồ là xỏ hết. Cái này lên clip này chắc cũng có nhiều người sẽ chửi mình. Chắc mấy cái đám mà cực đoan tiểu mình đây nè, nói cho mình thương bản thân, thương bên này nó dễ, nó đâu có hiểu đâu. Nhưng mà có một điều quan trọng, và Đức bên Hồng Thiên Hồng nói mấy vị đông á, thì mấy vị nói nhắc lời chuyện cũ, cờ vàng cờ đỏ hay nở bó vàng á, là mấy vị còn kêu sư phụ đi tìm ai có đủ khả năng hiểu về thời ông Thiệu á, có uy tín gom lại ông mất để mà làm nhận biết, để chắc nói chuyện với chính phủ Việt Nam những cái để mấy ông đó lên chụp hình. Bắt ngưỡng nhìn dữ nói tới đây cũng khoái, nhưng mà thiền như đọc kinh hơn bảo ái đâu rồi ơi. Thì ở đây mình có rồi đó, 2-3 ông ở Sa Bắc Thọ, có cả 100 ông HO nữa, nhưng mấy ông đó thời mà 75 Thiệu
Dạ, nước Việt Nam mình Sài Gòn bị Việt Cộng vô á, thì mấy ông đó chỉ là chức thấp thôi. Nhưng mà hôm nay mấy ổng cái sức mà ổng dạng như 60 tuổi cũng còn gần phải không? Cái đó là cũng có tìm, họ tìm mấy cái ông mà thuộc thứ thiệt kìa, hàng tướng đó mà còn sống kìa, mới đủ người tính. Đủ người tính đi làm một cái gọi là cuộc nói chuyện quan trọng. Mình đang đạo, mình ra đời tại bữa nay gặp cha, gặp mấy vị thì đạo, gặp mấy ông hồng thiên sông núi đời. Dù có hai ba thứ trong đầu lộn xộn, nhưng mà gần đây mấy năm nay á, cái đầu sư phụ nó nghiêng về bên đời nhiều quá. Cho nên giờ mấy con kỳ thụ giảng kinh này kinh kia đó, tạm quản rồi. Cái nào đang chạy thì chạy, còn đang đi thì mình đi, chạy vừa chạy vừa đi nó khập khởn té chết. Không. Những lúc đầu á, sư đầu phụ đọc kinh Pháp Hòa, chả có ai coi, có mấy chục người coi, mà đọc cũng chết luôn á. Đọc ngày 4 tiếng, 5 tiếng, mình giảng kinh Pháp Hòa cũng chẳng ai nghe luôn. Thế sao này, nói về Trump này nọ cho mấy trăm ngàn người, ngộ thiệt á. Sao có vụ thách mà lấy mấy thằng đó xuống luôn. Cái xưa đầu tiên sư ra đời là nói về kinh không à, kinh Địa Tạng rồi á. Đâu ai trên đời này nói với địa ngục là có trên 1.000 cái địa ngục đâu. Cái người đầu tiên nói mà chúng mấy ông thầy cũng không có dám nói á. Mấy ông chỉ nói có 18 tầng thôi, tôi nói trên cả 1.000 tầng luôn. Thì mấy ông đâu có tiếp xúc được, mấy ông biết. Mà có biết mà ông không có dám lộ cơ nữa. Lộ cơ cái đó, những người mà giống như ngài, những người mà ngồi thiền mà tiếp xúc được cái một người cõi kia. Mà cái người cõi kia mà dán được, thí dụ như một vị hòa thượng Ramuche của Tây Tạng, ổng có thể nói chuyện được cái cõi vô vi mỗi vị Bồ Tát. Nhưng mà cái vị Bồ Tát ở bên kia bạn ổng á, có dám chịu nói cho ổng nghe không mới quan trọng. Họ cũng như mình thôi, mấy vị kia cũng đâu có oral right được nói đâu, hiểu không? Mình có cái like của mình, giống như check background của cá nhân ngài. Thì trên trời có ngài Thái Thượng Lão Quân, ông coi cái sổ của nhân gian mình, ông mới biết được 5 kiếp, 10 kiếp. Giờ sư phụ thí dụ coi kiếp của Thảo đi, 10 kiếp sư phụ coi cũng được. À, nó đầu thai làm gì mà từ kiếp. Nhưng mà mình không có cần thiết vậy, chứ không biết là một kiếp vừa rồi là đủ rồi. Hiện bây giờ ngoài sư phụ đang ngồi đây, một cái xác phàm này, nó có một cái xác phàm khác. Ngày qua sư phụ kể sẵn đây vô cái clip mà đã quay nhiều, là ở cái hành tinh đó nó xa hàng dạng thiên lý tỷ ánh sáng, mà đó nó không có mặt trời, nó màu hồng màu đỏ. Sư phụ đang mang thân hình giống như con laser ha. À, mà nó cao tới 40-50 feet chứ không phải 7 feet như mình. Hiện giờ thụ đang có cái thân đang làm việc bởi. Tại mấy vị đang nói ngày bên kia cũng đang làm việc, cái hỏi sao ở đây rồi bên kia nữa, nói bên kia nó cũng đang cần ngài, nó đang đấu đá nhau. Mà những vị Bồ Tát, những vị khác không có chịu đi thành tinh đó, tại con người nó quá dữ. Phật thì Bồ Tát dạy nó không có nghe được, cho nên ở cái thành tinh nó không có đạo. Thì bữa mấy vị có kể cái đó, thì mấy vị có kể giống như cái cuộc sống của nó làm sao, nó cũng hít không khí, rồi nó không có nước lỏng như mình nha, nước của nó sệt sệt. Nó cũng có những cái technology để cho mấy con có khái niệm là cái linh hồn của mình á, mà nếu mà con đã thành Bồ Tát rồi, con có thể làm nhiều linh hồn khác được. Nó cũng như là một con giấm cái, nó có thể làm nhiều cái hạt giấm khác.
còn nhắm được thì một là một, thì là chiếc thân. Mấy con tu dở thì là dám được hết. Tuy là mang hình nữ nhưng mà dám được không có chiếc thân. Một con là một con à. Khỏe hả? Nó đâu khỏe đâu. Ok, giờ lỡ mà con bị ẹt thì con còn có một cái thân khác là thân của mẹ đúng không? Là cái chân thần. Nhưng mà chân thần nó để về lỡ gặp mấy ngà đô la nó quýnh cái nữa thì con cũng ẹt tiếp. Thì lúc đó ở trên mẹ sẽ cho con một thân khác, tức nghĩa là linh hồn sẽ bất tử. Nhưng mà con chỉ là một, không có nhiều người được. Ông Long Dương, ông bà vợ đó, bà của sư mẫu, lại nãy thăm ông. Cái ông nói là đại khái là ngoài cái chuyện lớn ra rồi ông dặn chuyện gia đình đồ không? Rồi ông kêu là trong những ngày kế tiếp đó, mình sẽ có một cái con bệnh gì mới, ông không có nói rõ. Mà ông là người thứ hai báo động như hồ biết là mình sẽ có bệnh một cái con chứng bệnh mới. Thì từng loại thuộc có nói sơ rồi đó, chắc là có. Kêu cả hai đứa nhóc này cẩn thận. Bây giờ mấy vị dặn đó là bây giờ sư phụ đang dặn là lâu rồi, nhiều lần rồi. Bữa nay nữa là mới đây nữa nè, dặn là sư phụ đang ở vào thời điểm phải cần an ninh. An ninh gì sư phụ nói gì cũng trúng thôi, làm cho những người ta không có đạt được cái ý của ta, ta ghét thì bớt có tụ tập thường xuyên. Mấy vị dùng cái chữ bớt tụ tập thường xuyên chứ mấy vị nó không nên hay gì là khác không à, từ hồi trước Tết tới giờ mình tụ tập thường xuyên mỗi tuần đúng không? Nên chắc là cách khoảng để cho bớt không nguy hiểm. Bởi vì dạy vậy đó. Con là người ở Đại Phước, hôm nay đến là lo buổi lễ này, dự buổi lễ này, tiếp cận sát bên được tất cả những vị mà trong quyền thập hội, trong chùa, trong nhà thờ Công giáo, nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Hồi giáo, tất cả luôn những cái gì mà con sư phụ nói nãy rồi là mình đã viết tên mình mời là dư thôi, không có thiếu. Tại vì mình mấy vị mà theo hộ á, những gì theo phò những người đó rất là đông, nên cái số lượng khủng khiếp. Chân thần ông đếm không nổi, không biết được. Xưa ông đếm hồi chừng 3.000 năm nữa, nhiều quá, ông đếm luôn. Hả? Cái gì không có chỗ đứng thì phải đứng vòng vòng những cái nơi xa như thế này nè, như đi dưới đường này hay là ở chiếc sân này. Vậy có đủ đồ thức ăn cho mấy vị không? Vậy là sao con nấu nơi nước nóng nồi cho mấy vị được? Thật sự mấy vị chỉ là chính cái lòng mình. Nhưng mà mấy vị ăn thì cũng được có đó, nhưng mà ăn theo cái ngửi cái hào quang của đồ ăn fresh của mình. Mà ở bên cõi kia đó, khi mà mình làm vậy đó, mấy vị tự biến quá ra. Ví dụ con để dĩ nho thì tự nhiên mấy vị biến ra triệu dĩ nho chia đều ra hết. Đi bao nhiêu người á, một món thôi là mấy vị tự động làm đều ra hết. Tại vì cái năng lượng của cái này nó sẽ transfer à. Rồi ví dụ như mình bao nhiêu người mấy vị biến ra đủ bao nhiêu vậy thôi. Nhưng mà cái vật thể mà hiện hữu á, mình phải có. Cái món gì là mình phải có. Nó có cái đó thì nó sẽ ra nhiều nhiều. Trong vô vi á.
giống như ở chùa ta cúng dâm cũng vậy, con thấy không? Chỉ cần để một chén cháo thôi là mình đọc kinh đó, nó biến ra nó nuôi được cả triệu con dâm mỗi ngày, nó ăn biết được mà, nên khỏi gì. Rồi người ta ngửi, người ta chỉ hút cái tinh khuyết của nó. Con thấy có một cái sai là Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Chúa Giêsu có tới thì mình mời có Chúa cũng đang mời, Chúa cũng đang ăn cũng được, tại vì mua chiếc thăng nhiều mà lỗi đúng không? Không có nhầm gì, ở ngoài kia là mời phụ phụ cũng đi ăn đó vậy. Nhưng mà mình không làm vậy á, sau này bên công giáo họ sẽ phân bì á, nó mình kỳ thị Chúa Giêsu á, nên cũng phải mời ông. Đức mẹ là ai? Mẹ mà, tức là mẹ mình rồi. Nhưng mà thế gian này á, khi mà xuống thế gian á, mang một cái thân người, một cái history, thì là một cái người khác của cái đó, rồi mình đi chỗ khác mình đóng phim khác. Giờ con cứ nghĩ giống như chị Kiều Trinh là bạn thuộc đi, bà đóng phim nhưng mà lâu lâu bà cũng ở nhà bà coi phim của bà, đúng không? Giống như con ca, con thâu ở nhà con coi là con ca vậy thôi. Rồi cái một cái phim khác thì cũng là người đó đóng, là cái vai khác, mình cứ nhập vai thôi à. Một điều là mình biết được mình ở ngay ở trên cái đỉnh cao của cái sự giải thoát, mà người xung quanh mình, bạn bè mình hay tất cả những người ngoài kia họ không biết được, họ còn đang đi lần mò đi tìm. Thì lúc mấy con ngồi đây là có phước hơn những người đó. Thử con xuống núi hay là bạn đồng nghiệp, hay là thậm chí là bà con anh em mình, mà cái đó là cái là cực kỳ quan trọng nhất trong đời chúng ta. Chúng ta xuống đây là đi học, đi học xong mục đích của mình là gì? Là thi đậu, đúng không? Thi rồi lúc nào thi? Một năm mình thi cả mấy trăm lần, mỗi tuần nó có bài thi. Thì bài thi là chị em bạn đạo mình là lúc thử thách mình đó, thi coi cái mình có giận không, có sân không. Về nhà cái mình gặp ông anh ruột mình nó thi, hey, bữa nay đi đâu, đi theo thằng Tà Kiệt hả, ảo nữa hả, đại khái cũng bài thi. Bây giờ con gặp ai thì đều là bài thi hết, rồi mình cứ pass rồi cuối cùng á là mình được giải thoát, đi về cha mẹ. Mà cái đó là hàng mớ của nghìn những tỷ phú, những người giàu có, những ông vua bà chúa. Cả con nghĩ thử cái nữ hoàng Elizabeth mới vừa qua đời, đâu con bả được đi về đâu. Chùa đố nhưng mà thủ cũng phải đi tìm câu trả lời. 3 ngày sau thủ trả lời cho con, chứ hỏi cái gì. Chưa chắc bả được về trời. Thiệt á, mấy người làm chức lớn dễ bị đọa địa ngục đó. Một cái suy nghĩ sai lầm thôi là dễ suy nghĩ sai lầm, rồi kêu một người kế bên hạ lệnh một cái. Nhưng mà cái người mà gọi là mastermind miễn nó có đó, đâu có phải là người bóp cò lỡ tàu đâu, cái người suối là mới mệt đó. Thì những người chức lớn dễ bị lắm. Để vô check coi bà đi đâu. Bảo đảm là mấy con là thấy cái, được cái phần thắng hơn những người đó. Phần thắng là bữa nay được cha khen nè, mẹ khen là mấy đứa nè, được hết mấy chị khen, ông sinh thần cũng khen nữa. Tại ông khen chắc ông nhờ cái miếu không? Không quá đó. Ở trong đó ông biết ra một cái chùa nó giống như là
cái nhà gỗ mà nhà cổ á đẹp hơn nhà tường xây. Khi gỗ á, nó có cái linh khí của nó ổng thích hơn. Mình thấy nhỏ nhưng mà mấy vị biến ra lớn dữ lắm. Cũng như Điện Cha còn tưởng ở trên kia là một cái xét của Mỹ, là một cái xét đó không? Chừng 100 square feet, 120 square feet. Mà thật sự là do là trong cái thiền định là nó là một cái hoàng cung khổng lồ đó. Vô đây ngồi cho nó ấm nè. Ủa anh bắt đầu ta? Hả? Còn bên thư viện nha sư phụ. Mà nghe báo đi. Có mình không hả? Không, tụi này tụi con trên đó. Ok. Ngồi chứ sợ sư mẫu ngoại ba lạnh với mấy nhỏ bệnh với đứa nào ấy thì vô đây ngồi cho nắm. Nãy đi ngồi có đồ lóc. Chứ bữa nay tự nhiên nhiệt độ nó xuống thấp. Thấy không? Gió xong lúc mà vô thắng nó im đúng không? Là từ cái mấy vị là cái sờ mà lúc nào cũng vậy. Rồi chút cái nắng nó lên đúng không? Gió tiếp là những gì đi kế tiếp xuống tiếp đâu? Thì con thấy cái đó là đó, mắt con thấy đó. Nó phải không mà vậy đâu? Rồng hay là mấy vị tiên thật rồi đi là gió, họ có một cái lực cản với gió. Tự vì mắt thường mình nhìn không thấy, không có nghĩa là không có. Sư phụ được lệnh cha cho lộ cho nên sư phụ ngồi nói chuyện với mấy con thoải mái. Cái con mà gặp mà những cái người như mấy vị thầy lớn hay là những vị đạt những thần thông cao đó, mà mấy ổng theo cái luật Phật không có được nói chuyện kiểu này đâu. Mày gặp Phật hả, gặp Bồ Tát hả, tiết lộ thiên cơ hả? Ai tiết lộ thiên cơ kẹt đi về đúng không? Nhưng mà trong đó có kinh điển là nói vậy hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Đồng thời kinh điển cũng có nói sẽ có một cái thời hạ hoang quân, sẽ có một cái đạo mới ra đời, sẽ có một vị chuyển luân thánh dương xuất hiện, sẽ có một vị thiên tử xuất hiện, rồi sẽ có một vị Phật Di Lặc xuất hiện để mà cứu độ chúng sanh, đúng không? Thì ai mà lộ cơ sớm thì người đó sẽ, còn cái này là người này luôn lộ để mà lập lại cái đời mới. Sư phụ không lộ làm sao sư lập được cái đạo? Sư phụ là chiến lương thánh dương thì sư phải lộ để mà lập cái đạo, những người khác lại không có lộ trước được, được lộ có giấy phép. Mình ở thời đại này nó lạ, nhưng mà thật sự mấy con phải là vui, hãnh diện. Hãnh diện là mình gặp được sư phụ, một vị mà trong kinh điển đã nói hàng nghìn nghìn năm. Không, cả những như Gia Cát Lượng, hay là Thương Tử Nha, hay là Lưu Bá Ôn, hay là Ngài Chạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, đều là Đức Thầy hết. Rồi sau đó Đức Thầy chuyển vô miền Tây là thành Phật Thầy Tan, rồi Sư Giảng Văn Khoai cũng là Ngài luôn. Cũng là một người, cái thần hồn đi như vậy đó. Nói về một người, mà người đó đệ tử của ổng. Sư phụ. Rồi đến ngày mà sư phụ mà không xuất hiện thì con nghĩ những lời của những cái gì đó, tên tuổi đó sẽ như thế nào? Chẳng lẽ ông Nguyễn Minh Khiêm ông nói chặt lắc à? Chẳng lẽ ông Lù Bô ông nói chặt lắc? Ông Thương Tử Nha cũng nói chặt luôn. Ông nói sau này là Võ Dương gì đó, câu đó là gì? Võ Dương ra này, Võ Dương tức là cái ý, ông nói là thương người bắt cướp theo cái thú nghiêu hồi đại mà nó thú nghiêu trở lại đúng không? Đó là trở lại thời xưa cộng đồng sao?
Từ ngày ông sư phụ dạy tôi bây giờ, sư phụ ơi, từ ngày ông dạy tôi giờ tôi thấy tôi tối hù à. Không có cái tôi xui thiệt à. Võ Dương trị nước thế giới bình an. Là không cái thấy cái câu ở trong là Minh Dương trị chúng thế giới bình an. Nhưng mà Võ Dương trở lại thế gian đúng không? Tức là người về cho con ngủ đi. Ồ, con chú ở đây là đẹp dữ. Chú hắn hay chú ngủ. Chưa mỗi lần mà mẹ mình với Long Mẫu mà về thì mẹ với Long Mẫu mà nói chuyện nhà không à. Còn cha với Long Dương á, Long Dương không có nói chuyện chính trị tại cái đó, Long Dương không có xen vô của mấy ông như ông Trần Đạo rồi, không có xen vô, nhưng mà Long Dương vẫn nghe lệnh của cha mình. Cha kêu ok, trả đảo Hoàng Sa lại cho Việt Nam thì ông Long Dương ổng là người trả lại. Ông chỉ nắm quyền nhưng mà thật sự ổng có quyền. Nhưng mà cái top priority mà order là vẫn là thượng đế. Cái mấy lần hồi xưa thì như khi ông Long Dương ông cai quản Hoàng Sa Trường Sa, cai quản Phú Quốc, rồi cái bài trị thứ tư là cai quản luôn cả nước Nam Dương, những cái hòn đảo của Nam Dương đó, là có nói chuyện một người nào cai quản cái gì thì hữu biết, rồi giao lại cho cái bà chị lớn là cái ông bà đó mình thờ á, cái nước phun phun lên á là cai quản Phú Quốc với Hoàng Sa Trường Sa, thì ổng là vua thủy cung thánh mẫu. Cái đó là thật sự là thiên ma nó xuống thế gian á, nó đóng một cái màn, đóng cái màn cho người ta bị sốc để cho con người học. Nếu mà mình không có trung cộng, nó không có làm lưỡi bò thì con nghĩ mấy thằng Âu Châu hôm nay nó cũng chưa có trắng mắt ra nữa, nó cũng theo cái thằng nó đang rồi theo cấp tiến là cũng là cộng sản, là nó không còn cái chánh nghĩa nữa, à, nó phải có cái này có cái kia, thằng đóng vai ác, thằng đóng vai cà chớ, rồi thằng đóng vai bị ổi, Biden đóng vai bị ổi đúng không, rồi ông tổng thống Pháp là tên gì Macron gì đó đóng vai điểu cá, rồi Tập Nhân Bình đóng vai dạng giống như kiểu Tào Tháo nó thì thằng đóng vai vậy, cuối cùng nhân loại mình học những cái đó để mà đi đến thống nhất một cái hòa bình, mà một cái hòa bình cho 3.000 năm về sau cái thời vàng kim mà sư phụ đọc sớ á, nó là một cái mechanical run mà nó không có cái software để điều hành thì là cũng như không, cái cây mà không có nước thì sao mà sống, nó cần cái thiên tâm đạo. Học Phật là từ bi, không có đổ máu. Ngài Đạt Lai Đạt Ma lãnh cái giải của Nobel năm 2009 hay gì đó, là chỉ có đạo Phật trên thế giới này từ xưa giờ chưa hời gây hấn với ai, là một cái đạo hòa bình nhất được tất cả các đạo nó cho giải Nobel. Thì cái thiên tâm mình trong tương lai là như vậy, nhưng mà mình hơn cái đạo Phật của hiện giờ của mấy thầy của bên Tây Tạng, họ chỉ truyền cái từ bi, truyền cái thiền đi khắp Âu Châu, nhưng mà không, họ không có thể truyền làm cho cái người Mỹ, người Âu Châu, người Đan Mạch, người Đức, người Ý, họ thích qua bên Ấn Độ mà thiền, nhưng mà không bao giờ bỏ Chúa của họ, không bao giờ họ bỏ Thượng Đế của họ. Họ qua bên Dhurumsara là chỗ Ngài Tây Tạng ở, Ngài Đạt Lai Đạt Ma ở, thì dưới có cả 100.000 thầy Tây Tạng ở. Thì mỗi một người mà đi du lịch qua bên Âu Châu, họ giàu á, họ đi tìm cái peace á, tìm sự thanh bình á, họ qua bển, họ cứ đi kiếm ông nào á, họ rủ về cái dạy cho ổng ngồi thiền, rồi cái họ cái mấy ông Âu Châu có tiền mà cúng dường lại, thì cái sinh hoạt cho đó như một cái thành phố nhỏ để đi tìm cái hạnh phúc ngắn ngủi, mà họ phải đổ đường xa từ Âu Châu qua bển, họ ở những cái hotel rất là nhỏ xíu á, cái giường thôi, cái bàn có nhiêu đây, cái hoa heo, cái phòng có thể như vậy thôi,
tại nhà trên vách đá không à, nó không có rộng như thì họ ở chật chội vậy đó. Rồi sáng xuống cũng có những cái quán chút cũng là cái quán, tại đá mà đã cứng mà đã xây cho nên cái bay mà living không có nhiều. Thì những người Âu Châu đó đó, họ qua bển họ giàu có, họ không có hạnh phúc, họ đi tìm mấy ông thầy bạn để dạy cho họ cái hạnh phúc, nhưng mà cuối cùng họ học xong họ trở về nước của họ, họ không có bỏ thượng đế của họ. Sau này Thiên Tâm Đạo ra đời, họ vừa có những cái họ cần có và đồng thời họ lại càng trân trọng hơn là thượng đế có hiện hữu và con của ngài sáng lập cái đạo này và con của ngài đã giữ đúng lời hứa 2,000+ năm trước. Chúa Giê-xu ra đời trước cái dương lịch này 2023, Chúa Giê-xu ra đời khoảng 2,300+, từ tuổi La Mã nó đổi cái thời gian lại. Thì cho nên sau này cái khi mà họ hiểu hết cái câu chuyện của mình là họ hoảng hồn, lúc đó thì phụ con ngồi đây không, rồi chỉ là làng chú trọng ở nước Việt thôi. Rồi đây nắm giữ gian sen đó, cái bãi cho nó tin tưởng. Thì cái đầu của người bây giờ chỉ lo cho nước Việt sắp bị chết đói, sắp bị khổ nạn. Mà thôi là người biết rõ hết sẽ bị khổ cái gì và làm sao hết khổ, rồi làm sao để cho đem cái nền kinh tế lên, rồi làm sao đem cái khối mà tự do của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, NATO gần lại Việt Nam. Tôi không biết, biết cách làm cái gì chỉ. Rồi làm sao đem cái technology của người ngoài hành tinh vô được. Bây giờ con nói chuyện được với mấy vị như vậy, con xin một cái thôi, là không lẽ mấy người thành tinh nó không nghe lời Đức Thầy, nó không nghe lời cha, nó nghe liền đó. Tại vì nó biết nó cũng thờ thượng đế. Nếu mà không có cha, không có mấy chư Phật đó, là nó giết mình tàn sát hết rồi. Nó cũng là như mình thôi, chẳng qua là mình không có thể nói được tiếng nó, nhưng mà nó cũng vẫn thờ cha, nó vẫn đạo Phật. Ngày nào trên chiếc spaceship của nó cũng có không biết có đóng nhà hay không nha, mà cái cách thức nó là khác, nhưng vẫn là cha của mình, nó cũng vẫn là thờ thượng đế với mẹ, cũng giống như mình bây giờ. Mình mình so giữa người hành tinh với mình thì mình so giữa 10 mình đi với với những con khỉ con dượng mà nó khôn nhất đi, thì cho những khỉ dượng là giống mình, còn người thành tinh là người mình, thì khỉ dượng nó cũng là cùng sống trái đất, nó cũng biết sợ, nó cũng biết nghe lời những người chủ nó, đúng không? Thì người thành tinh nó cũng vậy đó, nó không có thể nào mà ăn hiếp mình được, mình cũng không có thể nào đi giết mấy con khỉ con dượng đó một cách vô cớ, tại vì cùng đồng loại, chỉ có là khác cái tiếng nói, khác cái mắt mũi gì thôi, thì có so sánh gì đi. Mà mình khôn con khỉ không, nhưng mà đối với mấy thằng thần tinh nó cũng nghĩ mình giống vậy á. Nhiều lúc nó coi mình sao mà khờ quá, tại vì nó đi những cái nước giống như bên Phi Châu hay những nước bên Ai Cập đó, mà thời cái mấy nghìn năm trước á, con người còn thô sơ đó, thì nó làm trên trời, nó bay trên trời, nó bắn ánh sáng. Chứ những cái người thời xưa ăn long ở lỗ mà gặp nó tưởng nó là God không. Còn cái phim gì á, phim India John á, cái 8 cái sọ mấy cái thành tinh, nhớ không? À, nó cũng giống vậy thôi à, thì nó cứ thờ mấy người thành tinh, nó lại giống như God vậy đó, nhưng mà thật sự đâu phải là God, nhưng mà đối với cái người thời xưa là God. Bây giờ giống như mấy con khỉ nó cũng coi mình là gót của nó. Thì con cứ soi thách ngược lại chút xíu là nó cũng y như vậy.
nó không bao giờ nó hại mình. Là vì nó biết nó hại mình là nó mệt nó cha. À, thưa hỏi mấy vị kỹ. Hả? Có gì? Nghĩ Trường Sơn nó lì. Nghĩ Trường Sơn à? Nó móc mà nói này nó về chồng nghĩ Trường Sơn. Con tài nào con chị Sơn đứng ngồi trước mặt cha mẹ ngồi gần trên này nè góc này nè con vô đây nè đứng ngồi trước bàn thờ luôn vô đây ở trên này còn đồ ăn nè ai ăn gì ăn ngoài đó lạnh quá vô này cho nó ấm một chút có máy sưởi không muốn mở máy sưởi không hay gì được rồi mở máy sưởi nó ngọt đó. Hồi nãy giờ là mấy đệ tử ở ngoài đó hả? Nãy giờ con đâu? Hồi nãy giờ con đưa bác của bạn con đi về hôn trang. Rồi giờ trở lại hả? Dạ. Nãy giờ thu kể mấy cái phút mà sáng giờ mấy gì tổng kết dạ. Bữa lễ mình rồi cha nói gì mấy chư Phật rồi mấy gì nói. Mở cửa cho thoáng này hả? Là rất là tuyệt vời. Không có lời nào để mà tả xiết ai cũng vui hết mấy chư Bồ Tát với Phật với cha với mẹ mấy gì nghe cái bài sớ của hộ mấy gì rất là xúc động cảm động mấy gì khen sư phụ có tâm từ bi quá lo cho nước Việt quá sư phụ cho hay mà con đang đóng phim người Việt kiếp sau con đóng phim người nào thì con lo cho người đó như nước Mỹ này nuôi sư phụ bốn mấy năm sư phụ ở Việt Nam á chắc một xanh ra cỏ đó mà răng là súng một á là đi làm ruộng hai là chạy đa ôm tức là nếu cơ hội làm chủ kiểu này làm gì có tiền mà xây mấy cái này không hiểu không cho nên làm gì làm sư phụ cũng cắn cho nước Mỹ được gì gọi là Mỹ thâu lợi phẩm trời ban phong thận mình cũng muốn nước Mỹ nó mạnh mong đẹp quá quen cái bữa lễ mấy ngày các con làm rất là công phu với người mà tôi muốn thấy tội nghiệp thương nhất nó lặng chinh lo cho mình từ miếng ăn miếng uống vỗ tay chinh không nhận gì nè lòng vòng cái mình cũng quen bán đó cái ngộ lòng như có duyên sao á ổng là quy thừa tướng ở dưới Long Cung đó con ừ tức là nhỏ này cũng thuộc dạng quận chúa chứ không phải là công chúa như của sư mẫu phải không à, tức là ba của ông Trinh á là giống như thủ tướng ở dưới nước vậy đó à, lúc trước lúc mà năm 2015 cho hộ đi về Phú Quốc á Phú Quốc kể nhiều người nghe phải không đâu cần kể lại đúng không cầm trở lại không? Không. Bữa sau có nhiều người gật đầu, có nhiều người gật đầu. Bây giờ làm lại, có cầm trở lại không? À, lúc năm 2015, sư phụ đi về định xây cái tháp thiên, sư phụ tính bỏ 10 triệu. Ở Hàm Ninh á, nó có gọi là một cái long mạch cực kỳ quan trọng của nước Việt là Hàm Rồng. Mà sư phụ sẽ xây cái tháp ngay Hàm Rồng
thì lúc đó năm 2015 thì nó đâu có chuyện gì xảy ra đúng không? Thời đó ông Nguyễn Tấn Dũng còn làm thủ tướng mà, cái gì đang lên thì Mỹ cũng bình thường, Trung Cộng mà Trung Cộng vẫn bình thường, nghe cũng vẫn bình thường, không có gì xảy ra, không có Covid luôn. Nhưng mà tôi biết trước là sắp sửa có 1 triệu người sẽ chết, mà một người như vụ mà biết chuyện thiên cơ như vậy thì phải làm gì? Phải lo xây dựng chứ. Tại vì cái tháp bằng xi măng á, với cái tháp thiên á, nếu mà cái tháp thiên mà không có xi măng nó cũng không có tác dụng nha. Nó có phải địa với thiên hợp với nhau. Mục đích cái tháp thiên á là để cho chư thiên vô ở, mà người bằng tay của người thiên xây chứ không phải bằng tay của người đời xây. Người đời có thể giàu hơn cái vụ cách tỷ tỷ, Bill Gates nó có thể xây bất cứ gì nhưng mà không có chư thiên nào vô hết. Tại chư thiên không cần mấy cái đó. Chư thiên chỉ cần những người của thiên. Và tuy là mình nhỏ nhưng mà mấy vị tới. Còn ngoài kia có rất là người giàu có nhưng mà họ không phải là người có cái chân mệnh để xây. Mấy vị không có ngự lại, hai cái đó khác nhau. Thì tháng năm đó hội về xây đó thiền. Xin giấy tờ tốn 500.000, nội tiền đi đứng như bao ăn uống không á. Mà cuối cùng á, quỷ ma làm sao nó khiến cho mấy cái người đó họ không có cho sư phụ xây. Tại sư phụ nói sư phụ xây xong, sư phụ giao lại nhưng mà đừng có ai thu tiền trong cái tháp này. Sư phụ giao lại cho cái huyện đó. Cái họ không chịu, họ nói anh xây xong anh giao tôi cũng làm như làm. Cái sư phụ là nó chỉ muốn thu tiền với bán vé rồi lại khác. Trở lại câu chuyện con rùa thì nó có liên quan tới cái tháp đó, con rùa đúng không? Cái bộ nằm ăn giờ mới về, cái bản cũng lâu á. Rồi cái có buổi trưa đó khoảng 12 giờ. Đây có cái ông ở ngay chỗ Hành Ninh, nó có cầu tàu á. Cầu tàu xe tàu chạy Gạch Giá với Phú Quốc. Tàu tốc hành nó chạy 2 tiếng mấy. Mà ngay đó có cái bến tàu nữa. Có ông đó ông chài dính một cái con rùa bự vậy nữa. Bự là bằng cái bộ đòn nhẹ dài hơn đó, gấp đôi. Mà nó nặng đúng khoảng, nếu mà bưng á, phụ nghĩ cũng cỡ 50 phao, 60 phao. Cái thằng đại tử cho phụ đi đâu cũng dắt nó theo á, thằng đó nó có điển á, thằng tướng nó bự con á. Tướng này không nhầm gì đâu. Cái thằng mà đưa hàng lăn lên á, chỗ nó mạnh lắm. Mà nó bưng mà chừng từ đây cho tới đầu đường cũng phải để nó nghỉ mệt á. Thì phụ mua con rùa 150. Tại cái thằng đó nó biết có thằng Việt Kiều tới. Thì thay vì nó bán nó lấy tiền nhiều hơn là nó làm thịt rùa, đúng không? Nó tính cái làm thịt rồi, nó đi vòng vòng nó hỏi em mua hoài cũng không em mua. Cái sao đi ngang chỗ mà sư phụ đang ngồi, sư phụ thấy quảng hồn cho nó 150, trời nó mừng cực kỳ. Đang qua chợ bán chưa chắc có người mua, mà nếu mà bán mắc nhất cũng giỏi lắm là 1 triệu. 1 triệu là nhiêu ta? 50 đô. Rồi sư phụ cho nó 150 luôn là gấp 3 lần. Vừa xong nó đầu ăn hành đó, nó bưng rùa nó với sư phụ với sư mẫu với nó ba người đi xuống bãi biển thả rùa. Cái con rùa nó chạy từ đây xa hơn chỗ hải chút tới cái bàn đỏ đỏ. Cái sư mẫu tự nhiên cái đầu quả hay là cái điển công chúa nói không biết. Hey you, bảo còn nói tiếng Mỹ nữa, tại quen tiếng Mỹ rồi. Hey you, chưa có say goodbye gì mà chạy lẹ gì. You say goodbye lẹ là tiếng Việt tiếng Mỹ, đúng không? Anh chạy vào ăn rồi nghe được, cái nó lạng lên nó vừa thình lại, trời ơi, vừa thình 180 độ nó quay lại, mà nó khôn lắm, bà đứng mém mém như nước cát nè, để ngay chân bả luôn á. Sư phụ đứng cái bên không lại mới lại nghe cái chân của bà nó mới tức cười. Thì uống quả không trời con rùa biết nghe tiếng người mà người Mỹ người Việt nữa, con rùa nó cực kỳ khôn. Tại vì bà nói hai thứ tiếng, thử dụ người Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam hồng, tiếng Mỹ tiếng Việt mà nghe hiểu hết. Rồi cái bà thì bà cũng vô tư lắm, bà kêu thì cái ý bà là muốn vậy. Hiện rùa cũng quay lại, ba dỗ anh cái mù của nó bụp ba cái, nó thôi đi vậy mà cái nó là dè dè lại, nó lấy cái bê dè dè nó đi cái một, đó là khoảng như giờ ta
như buổi sáng khoảng 11 giờ. Tại cái chài nó chài buổi sáng cái thu thả khoảng 11 giờ. Cái tiết trưa có 1 2 giờ chiều. Cái sư phụ với bà mới đi tèn tèn đi bộ ra cái miếu của chị bà. Bà biết miếu đó của chị bà, miếu của chị bà cũng cỡ này. Thì người ta vô bái lại dữ lắm. Thì có một thằng ở hàng xóm á, nó đi theo sư phụ. Mà tướng nó cũng ấm ấm. Vừa đi tới tự nhiên nó lắc nhập vô, cái nó lại mẹp cái đầu xuống, nó là nó lại chào thái tử, chào công chúa, thần, nó tiếng người tiếng Việt Nam, nhập vô thì nó tiếng Việt Nam mà nó tiếng khác hơn là cái tiếng bình thường. Cái Việt Nam người ta nhập vô nhiều lắm, mấy vị thần nhập vô vô sát người thường lắm. Và thần là quy thừa tướng, mình tưởng là mình coi chuyện ở Việt Nam thủy cung là thần thoại. Bữa nay mình nghe cái thằng này vừa nhập vô mà nó quy thừa tướng. Rồi nghe cái mình lúc đó thụ gì chậm nhớ ngày qua mình có thả con rùa cũng gần cái matching cái story. Cái nó lại rồi cái ông nó tiếp cái nó ngày hôm qua thần uống rượu xỉn. Nó nói luôn ở là ban chinh nói vậy đó. À, nãy giờ thôi nó nói ban chinh. Cái ban chinh nói ngày hôm qua là thần hơi vui mà uống rượu thịnh xỉn. Cho nên lỡ bị dân chài bắt, mai cũng nhờ thái tử với công chúa kịp thời giải cứu. Thần cảm kích đội ơn. Đại khái là ổng cảm ơn đủ chuyện hết. Bàn trình cái lúc đó cái hộ cũng như kiểu lịch sự quá không. Ồ không sao, chuyện nhỏ mà này nọ. Mà lúc đó sư phụ biết thù là thái tử, bả cũng biết bả còn chúa. Mà cái thằng nhập vô á là mà nói chút gì là nó cũng phải thứ thiệt đúng không. Nó đang nói tiếng bình thường tự nhiên nó đổi giọng á. Rồi xong cái cảm ơn lại lấy cái đầu đập vô dưới đá bụp 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 ba cái xức ra. Cái thằng đó tỉnh lại. Ủa sao tôi thấy cái đầu tôi ê không đâu biết nó làm gì hàng á cái là không có gì chứ thôi đi tiếp. Tại vì hồi gặp cái cảnh đó rất là thường, cũng cái thằng đó mà cái ông họ thằng bữa hồi kể mà ở trong cái cây nhảy ra đó, hiểu không? Thì hồi để vô cái cây á là cũng thấy thằng nào dễ mượn xác người ta nhập hoài thì cũng đó. Về Mỹ nè, về Mỹ thì kiểu mình á thì cơ ngồi thiền thì ổng cũng nhắn. Rồi mỗi lần mà đi qua bên đây mỗi cứ hồi xưa mỗi tuần chiều thứ bảy chủ nhật thì sư mẫu với hai nhỏ lên thì ngồi đó thì cho thăm gia đình rồi đó thì ổng cũng đi theo. Rồi ổng cũng cảm ơn cũng nhiều lần đó. Nhưng mà cái mới hồi từng rồi á, bữa chủ nhật rồi á, ông cũng có tới. Ông nói thần cảm ơn nữa, mà ông cứ gặp là ông cảm ơn, ông không có biết nói gì chứ. Ông nói, ông có nói mấy chuyện riêng chút xíu nhưng mà nói đây kỳ quá, để bữa nào nói với Trinh riêng. Chuyện quy thừa tướng có thiệt, với thủy cung có quy thừa tướng. Sư phụ khi mà sư phụ cứu con rùa là sư phụ đâu có biết là làm gì biết. Sư phụ ở bên Mỹ là tuần chiêu dần đáng trực chi mộ mỗi ngày. Cái con kiến sư phụ không giết thì sư phụ thấy con rùa là sư phụ quản hồn phải cúng nó liền, không cần suy nghĩ, có hiểu không? Tâm quá ngại luôn á. Sư phụ đi vô mấy cái then mà chỗ cái cầu mà nó bán đồ ăn của Phú Quốc á, nó bán đồ sống không à, nó không có bán đồ chết. Nhiều lúc á, sư phụ nhiều quá, tiệm nào cũng có một cái then á, mà nó chừng 50 cái tiệm sao không mua nổi. Sư phụ chỉ lựa cái then nào mà nó ế mà ít á, cái sư phụ hỏi mão, ví dụ nó mão chừng 500 đô trở lại thì ok rồi tôi mua hết. Cái thợ mua làm gì, mày đem ra mày thả giùm cho tao. Thì nó ít tiền thì phụ làm. Còn những cái then mà nó bán đồ bự bự mắc tiền quá mua đâu có nổi. Thế giờ mình thấy con chút chút mình biết nó rẻ tiền mình mua. Thì phụ cứ đi thả thôi. Thả rồi đọc chú. Cho nên nó có chuyện mà
Dạ, một ngàn mấy con hải sâm nó nổi lên trên. 500 dịch là ở trong đất liền. Vậy là mình uống rượu mấy vị uống mà cũng xỉn ha. Anh không kể, không xỉn. Thì giống cúng ở Thiên Long Cung, mấy vị xỉn rồi cái người ta bạc thì sao? Thiên Long Cung mà là không có. Tại vì chỗ đó người trà lưới nhiều quá. Với lại cái tâm của những người đó là cố tình bị bắt. Mấy con này con kia ta đang nghèo mà con. Còn ở Mỹ ai đầu bắt. Nó khác nhau. Cho nên là đầu thai xuống bên nước Việt làm thú khổ hơn đầu thai làm thú ở nước khác. Thiệt á. Nó bắt con nó thật liền á. Giờ con lấy con chó mà Việt Nam không? Con nào mập mập là nó lấy là nó đi giả cày. Con chó ở đây trâu chết chủ khóc. Mua hòm chôm rồi đó. À, đủ chuyện á. Bữa cho hộ đi máy bay Southwest như có nhỏ đem chó lên máy bay được. Có. Có thấy nhiều lúc nó bất bình luôn á. À, nó nằm im re, nó không có sủa. Mà nó cũng được ngồi trên ghế. Sư phụ còn chuyện huyền thoại gì sư phụ chưa kể không sư phụ? Nhiều lắm, không nhiều, không biết tới đâu kể tới đó. Người trên trời thì nhiều chuyện huyền thoại. Nhưng mà mình, chủ yếu của mình đó là sư phụ đưa cái đạo ra đời. Cái chính của mình mà đừng có theo sư phụ, đừng có theo huyền thoại á. Là theo số 12 đúng không? Cái này mình nói chuyện bề ngoài lời. Sau này á, sư phụ bắt đầu ổn định quốc gia đó. Con phải tập trung lại. Rồi lúc đó sư phụ chuyên sẽ nói chuyện về đạo hết. Sư phụ sẽ nói không có nói chuyện đời nữa. Tôi sẽ giống như mỗi lần gặp con á, mấy đứa thì phải giảng kinh này, giảng kinh kia. Còn bây giờ sư phụ chưa được phép làm cái đó. Tại kinh điển á, là của những vị thầy đệ tử của Phật. Sư phụ là cũng đệ tử. Nhưng mà nếu mà nói về luật á, phụ là ngoài là tại gia, đúng không? Tại gia đó, ở trong luật Phật không có được giảng kinh. Con làm gì con phải đúng cái luật, con nên nhớ nha. Còn Việt Nam có mấy ông tại gia, tại tu tại gia mà giảng kinh là sai á, sai luật, con coi lại đi. Con có hiểu không? Con hỏi mấy hòa thượng lớn đi. Tại giảng sai á, người đời làm sai. Còn ở mình tại gia, cái phụ có nói sai chút chút thì cũng không có mất mặt của Phật. Nhưng mà sau này vô hồi sẽ làm. Thầy hồi cũng biết nhiều lắm. Còn bữa giờ hồi chỉ nói pháp chứ không có giảng pháp. Còn nếu mà giảng thì ví dụ như thầy thiệt thầy giả không mà biết, miễn là mặc áo vàng cào tóc là đại tử xuất gia có quyền giảng. Con coi lại đó. Tại gia chỉ nói thôi, nói rồi nhưng nó qua còn giảng nó khác. Vậy lúc này sao giảng nổi con? Chết cận kề kiểu này. Quốc gia của mình là đại nạn lâm đầu mà con đó còn ngồi giảng. Con giảng vô bao tử họ đâu có no đâu. Họ đang đói con giảng kiểu nào họ cũng không có lọt vô màn nhĩ á. Không có nhớ. Việt Nam giờ con có nói đạo kiểu nào nữa người ta cũng chịu không có nổi đâu. Lúc này nhà cửa thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn income mà con còn nói đạo nó này nói kia nữa. Trừ khi họ ở nhà họ thật tâm quay đầu họ tu. Còn họ bị bệnh lại Phật thôi chứ kêu mà như thời trước khi mà mấy ca sĩ mà làm mấy cái scandal á bị hư hết. Hôm nay bây giờ Phật tử người ta cũng quả dữ lắm. Giờ ta chỉ thích ở nhà chờ cơ bản, chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, lúc đó ta tính tiếp. Đa số
Sao cao rồi bữa nay có nói gì không? Trong đức thầy có khen Võ Dương, khen Võ Dương đáng bậc Tommy. Dạ không có rau rồi Tommy sao Võ Dương đáng bậc Tommy. Dạ. Sư phụ chỉ mỗi lần mà làm lễ gì nè có nhiều điển mà hãy sân hồi nãy điển của cha đúng không, điển của mẹ nữa, lập pháo rồi luôn, cả cái núi rực điển luôn. Cho nên những người có hiện diện hôm nay đều được quan hỷ, trong lòng có vui hết. Cái gì giải nghiệp, nhưng mà giải nghiệp trước mắt mình đang có. Thế còn định nghiệp, những cái nghiệp cũ của mình á, mình cũng phải tập dập thêm đúng không? Rồi cái mình chờ những cái dịp khác để mình gặp lại mấy gì. Mấy con dễ gặp được mấy cái gì? Đâu phải dễ đâu. Mà gặp một lần một lượt mà đông vậy rất là khó đúng không? Còn sư phụ thì khác. Cha với mẹ thường xuyên, cha nãy cha có nói, cha nói cha cứ vô nhà con vậy. Như nhà sư phụ á, rồi ông Long Dương cũng vậy, với ông Mẫu, ấy sư phụ nói là nhà sư phụ trong nhà là điển bay chéo chéo, cũng như là vũ trường vậy, đèn điển đó, hả? Những cái đèn quay quay vậy đó, tại vì sư phụ thấy mà, cái gì về chơi hoài rồi mấy ông anh nữa, ở trong nhà tự gì sư phụ có một cái bàn rất là đẹp, lúc nào cũng để trà. Rồi có hai cái ghế mà kiểu người Tàu ở hai bên, bên Long Cung, bên Thiên Đình. À, hai cái để có ghế ngay giữa là để cái bình nước chạy đó. Ho là than với chậu bông. Héo là mỗi ngày là phải thay. Mấy vị hay ngồi hay các bạn đó. Nhiều lúc đó, mình có phước cái mình nhìn thấy cái những thầy sư phụ ở trong chùa, cái ông nói sao tôi tu cả đời tôi muốn gặp mà không gặp được. Thật sự những cái gì đó thà có lòng tin không gặp nhưng mà giữ lòng tin tiếp tục tu hoài sẽ gặp, sẽ thành Phật. Còn cứ mong gặp mà gặp rồi á thì lại sanh ra ngã mạn, rồi từ đó sẽ ngã, sẽ bỏ tu. Có nhiều vị như vậy đó. Người, nhiều người ngồi thiền nhập định gặp Phật rồi, rồi cái thấy ngài cũng bình thường, rồi cái bắt đầu cứ nghĩ là mình cũng sẽ ở cái level đó quanh đây này nọ, thì từ đó cái ngã mạng nó lên đó, rồi đi sai đường cái bỏ. Hồi xưa đó mình thường nói siêu á, rồi thêm những vị khác có ba bốn người nữa cũng y như đó. Bữa nào những vị đó đều có tiếp xúc được tất cả các chi vị của ngày hôm nay, nhưng mà tiếp xúc được với cha là một chuyện, mà đến lúc mà Phật tử vô cô ổng cô dính cũng là chuyện khác. Hai đó khác nhau không à? Ở sư phụ thường nói cái thần thông mấy con đừng có mong nó sẽ come along, khi mình cái mai của mình nó kêu đó, giống như ông đang có từ từ đó, ông giờ cũng giống như nay mà mọc cái sừng lên chút chút nó mọc vậy, chút chút vậy đó, dịch lại cho nghe. Sau này gán hồi thiền lên rồi nó sẽ mọc lên nữa, nó không có khó, nhưng mà mấy con cũng không có cần đó, cần mình bỏ được tham sân si ba thứ, rồi nhân lễ nghĩa chí tính tam can ngũ thường là soi con về trời hết. Giống như cái ông thầy bữa ngồi với phụ ngồi nè, ông thầy tạng ổng là siêu thần thông á, cái ông mà nói với phụ có 9 dòng hồ an á, anh bắt thì thấy phụ 7 dòng á, không phụ biết phụ có 7 dòng, bữa nay mắt ổng nhìn sao thấy 9 dòng. Mà chắc có thể phụ ngồi thiền bữa đó nhiều á,
trước khi ông tới, thầy đang thiền, thì trong lúc mình thiền nó lại energy nó nhiều hơn, nó khác hơn lúc mình mệt. Khi mình làm việc vòng vòng á, mình mệt á, nó cái đó nó cũng yếu lại nghe không? Thiếu ăn nó cũng yếu. Thế nó mất sức á. Bởi vì có những người mà bị nghiệp bị tà đó, mà lúc mà mình sức khỏe mạnh, mình không có bệnh gì hết, thì nó không có xâm nhập mình, nó không có làm cho mình bị depression, hay là nó không có vô người mình, tạo cho mình nhức mỏi, nhức dài hay nhức xương. Mà đến khi mà cơ thể mình yếu á, mấy cái dòng, mấy cái thai nhi mà mấy cái người mà ngày xưa mình mắc nợ họ đó, nó là thác á, nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của hiện tại. Cho nên con thấy mấy thằng lịch sĩ, mấy thằng đô đô á, ít có bị dòng nhập, mà nó bị nhập á, nó điên. Là phải là quỷ nhập. Chứ còn dòng nhập thường thường thì đa số mình chỉ uể oải hay là lạc miệng hay là lạnh lạnh người đầu chút chút, phải không? Là kiểu là như vậy. Còn tụi ông Châu á, thường nó cũng bị ma nhập, nhưng mà con thấy làm ghê lắm không? Nhảy gầm gầm rồi cái ông cha là phải giải, dùng cái thánh giá đó, giải cái lắp nhiều không nhập ngược lại ổng không chừng. Tức là nó là tên hành tinh rồi. Còn cái này mình nói là dông là những cái dạng giống như những người hợp với mình, cụ quyền của mình, hay những đứa con mà xưa mình vô tình mình bỏ nó, thì nó theo mình thôi, nhẹ nhẹ vậy đó. Còn ở chùa Phim Anh là không có dông, chỉ có ma ma hiền. Không thể, nó hiền lắm, tại vì nó cũng tu như mình. Mấy người đó là chúng ta nè, họ sẽ giúp con cực kỳ. Cái thằng Danh đó, nó ở trong đó gần bữa giờ mười mấy chục năm, nó đâu bị gì đâu. Tại khi nó đàng hoàng thì mấy dông là bạn của nó mà, giúp cho nó không có tai nạn gì chứ. Từ xưa ở rất là suôn sẻ. Giỡn như tôi vậy bố ơi. Giỡn nhau hả? Tôi không thích giỡn nữa chứ mà. Giỡn sao? Thí dụ tôi đang cúi xuống tôi lấy gì đang vậy sao sàn tới sàn luôn vậy nè. Chọc cho vui vui á. Dạ. Nhưng mà nó không có hại mình. Tại vì nếu mà nó hại chuyện đơn giản. Cái chùa đó hồ mở bữa giờ như 2018, bữa nay là như 15 năm, không có cái tai nạn gì cả. Hả? Hồ giữ cái chùa đó là vì mấy ông dòng á, chứ không phải mấy ông hiệu quốc danh đang ở đằng nhỏ. Mấy ông tưởng thôi lại mấy ông. Cái ông này nhỏ nhỏ mà hiện giờ là đọc kinh giỏi á. Thì trả lại gì cho hồ. Mấy ông dòng thôi, tội nghiệp. Thương dòng mà giữ cái building 18 triệu. Bây giờ sư phụ làm cái miếu cho mấy ông chân thành, bữa giờ nhờ thần Long làm sư phụ thỉnh thì được hết. Ok rồi, chị ông dâm của chùa Viên Manh về đây ở nó một phái nữa, nó cắm cái cột ở góc núi này nó mừng nữa. Nãy quên, Chính Long nói là Chính Long rất là từ bi nha, tuy là ngài là võ tướng dũng tướng, nhưng mà nãy ngài nói với Hồ là lúc mà cha tới là rất tất cả các vị thiên thần của thế gian và những tầng trời cũng về đây, tại có mặt cha là everybody. Nhưng mà xem tham song song là một đống dòng nó đứng ở trước cổng mà chỗ cái cửa sắt của mình quá trời luôn, trùng trùng lớp lớp người ở ngoài bên săn gớp mà nó không có vô đây được. Rồi cái này là hồi xưa chứ ông cũng có nhắc, nhưng mà từ bữa nay mình quên. Nó next time á, là khi mình làm cái lễ lớn gì mình cho nó ông bàn mà vô trong nhà trắng, mà giờ mình bận kiểu này mình đâu có vô nhà trắng được. Nhà trắng là bữa hổm làm đóng nít rồi phải không? Nó thấy cha tới rồi, nó thấy chư Bồ Tát chú luôn. Hồi nãy ông nói ha, quá trời luôn, nó đứng ở dưới mà nó không có lên được, dòng á khủng khiếp. Tại vì họ biết họ có ngủ không, dòng là mấy hàng triệu phú của Mỹ này không á, cũng có người Việt Nam mình á,
trong đó. Nhưng mà cái đám người mà chết Covid của Mỹ á, cũng đông nữa. Thì họ còn sống, họ còn tất cả. Họ chết rồi á, là gia đình anh em cũng không ai nhìn thấy được. Rồi họ phải đi bạn bè gọi là tụ tập cô hồn các đảng, thì họ mới tụ thành một đống người á. Rồi họ đi đâu? Họ đi những cái nơi mà họ biết là cứu được họ, cho họ ăn. Mình sống mình không có bị đói nha. Mình muốn ăn gì á, tệ nhất cũng mì ly, mì gói. Còn bên kia con đói con thèm ly, mì ly cũng không có. Con thấy ở Costco hay là những cái tiệm nó bán nó đổ đồ ăn, nhưng mà cái luật ở bên kia đó, mấy con ma không có được ăn tầm bậy. Ăn mà không có được phép người ta cho đó là ăn không có được dùng á. Không có được ăn. Là phải có người cúng đàng hoàng mời mới được ăn. Cái luật bên kia khó lắm. Mình ở bên đây mình tự do 10 qua bởi mình mất tự do hết 8 rồi. Chỉ còn có 2 thôi. Mình muốn gì cũng đều không được hết. Mấy ông thần với mấy ông thổ địa canh kỹ lắm. Phạm cái là bị phạt. Nên lúc nào họ cũng đói đó. Tại sao ta nói homeless? Homeless thật sự nó không có đói. Nó chỉ kiếm tiền nó mua rượu đúng không? Bên kia là đói thiệt á. Bữa hổm ở hãng chú phụ, hãng nhỏ, rồi có hai cái, một cái nhỏ. Là bữa hổm 5-7 dông, mà dông là dông bạn già mà toàn là handicap không à. Handicap chơi handicap không? À, nó ngộ. Cái ông băng handicap ngồi trong cái building. Cái sư phụ với anh bắt cái ghế ngồi giữa hết. Cái ổng cầm gì ta, ở trong xe ổng không có gì á, ổng để cái thùng mì ly. Ông cầm ra một gói mì gói, ông bẻ nát nát mà không có nước vậy, khô khô ông gãi, cái ông biến ra vậy mà nó ăn năm con dông, ăn năm dông handicap Mỹ, nó ăn xong cái đuổi nó ra khỏi cái building, thì mình mới ngồi nói chuyện ở trước cửa được á, trước cửa cái building 42 không á, là cái mì gói mà không có. Làm dông mất tự do thôi. Mình là họ thiên, mình con của ông trời, có sư phụ, mình chết mình thành tiên nha con, tệ nhất cũng thành tiên. Tiên nhí rồi tiên chúng, còn tiên cao cao hơn á, có chức phận hơn á, gọi là tiên lớn hơn á, thì sống dài hơn, có quyền lực hơn, có phước hơn. Là khi đứa nào với này tu khổ á, là trên đó làm tiên bự, còn đứa nào với này tu sướng cũng được về, nhưng mà không có phạm giới á, làm tiên nhỏ. Đúng như người mình, xã hội trển nó cũng có đủ giai cấp. Có một cái là xài phước chứ không có xài tiền. Về trời không ai cần tiền hết, cần cái phước. Mà cái phước là mình lấy từ đâu ra? Giống như cái giếng nước vậy đó. Mình lấy từ ngay bây giờ, ngay lúc này. Bữa nay ít nhiều mấy con cũng mang về nhà. Sư phụ nói giống là gì, mai túi ba gan tới trả vàng vậy đó. Bữa nay mấy con bảo đảm đứa nào cũng có một cái túi ba gan đầy vàng. Nói nào mà làm chút để mình mang mấy cái quý đó về, những cái đó nó sẽ mang mình về trời. Còn ở ngoài đời á, người ta cho mình bonus hay người ta cho mình cái paycheck, nó chỉ làm cho mình hát đi một cái đinh hay này nọ thôi, nhưng mà nó cũng sẽ xài hết đúng không? Còn cái bữa nay mình làm cho mấy chi gì vui á, không có thể nào mà lấy tiền mua được, và cũng không có thể nào mà quý hơn nữa. Mà nhất là có cha, có sự hiện diện của cha. Cha có ở đây lâu không sư phụ? Lâu chứ. Lúc đầu mà khi mẹ thù bắt đầu đọc sớ thì cha đã tới đứng đó, thì mọi chuyện gió nó tới lị mình. Thì khi đọc sớ xong á, rồi thù đi vô, rồi cha cũng ngồi nói chuyện chơi với Long Dương, với những mấy vị Phật, có bàn của mấy ông Phật đúng không? Ta chưa Phật cũng là mấy ngày nhớ mình thôi, tu thành Phật thôi, cũng như PhD vậy đó.
cũng đứng nói với cha trên cái bệ đó. Rồi cái cha mới kêu sư phụ đi lên đi chỗ điện mẫu để mà cha dạy. Thường mỗi lần vậy cha đều cho sư phụ một cái lecture. Ok. Thì mấy lần trước như sư phụ bị la, con á lộ cơ làm cho cha nhức đầu. Mấy lần trước sư phụ làm mấy cái bài lời sư phụ vừa bỏ lên clip cha xuống gõ bấm lấy xuống lấy vô lộ cơ, mà có cái bài tại sao mà có 513 câu à, ai muốn nghe không á. Thật sự sư phụ có cái bài thứ hai sư phụ bỏ lên hỏng thầy một ngày cha kêu lấy xuống, tới giờ chưa dám upload lại chứ không phải là không có. Là bài đó sư phụ nói gì không? Chú kể tên hết tất cả những cái chư vị mà thời đó thôi, là mấy cái bản mà mấy con ghi á, vị nào dạy sư phụ cái gì làm gì á, chi tiết quá, cái gì không có thích. Ví dụ như đức thầy nói cái gì thì đức thầy nói ta nói cho con nghe thôi, mắc mớ con phải nói cho người ta lời của ta lặp lại con nói thử ý con, nghĩa là cái gì không có muốn lặp đúng cái lời là hiểu không. Ừ, kiểu vậy đó. Giống như một ngày chặn đạo ông nói cái sư phụ lập đúng bị ông la, mẹ mới nói sau này con mà nói chuyện gì của vị nào con phải hỏi gì đó trước. Nhiều chuyện vậy đó. Mà xưa sư phụ đâu có biết, cứ cà tưng vậy đó. Đến nay có gì khen ơi à, con bây giờ khôn ra. Thế nên giờ chị hồi chị nói là góp ý thôi chứ còn lập lại y chang cái lời á là không có nên. Nó rõ rệt quá, sợ thiên ma nó nghe nói à ông á ông nói đệ tử ông là mình nói lóng lóng lo gió vậy đó. Cho nên sư phụ đọc hết tất cả thơ mới gì cho sư phụ á, sư không có nói cái bài nào có ông nào ông nào, trừ khi cái bài mà đức thầy cho là sư phụ nói thiệt để chi, để độ mấy chục trường tín đồ hòa hảo. Cái bài đó là bữa đọc ở chỗ nhà bác giàu á, mấy con biết bài đó phải không? Thiên tâm nhân nhất tụng nam mô á, là bài đó của đức thầy á, bài mà sấm thiên ngày trước á, lúc còn lúc đường á, chừng nào đã nổi lông chìm đó là của đức thầy á. Tại vì ngài đã làm chương trình rồi, lúc mà ngài làm cái bài thơ này á thì cũng là ngài. Mấy con nghe bài đó là mẹ. Nên khi mình cúng á, mấy con dòng á, nó cũng ác với hàng gạo mà nó không lên được núi. Thì chắc là rảnh rảnh về ba tình á, mình đã cho nó chồng nhỏ nhỏ. Sư phụ mấy dòng tới là họ muốn gặp cha hay là họ muốn tới họ kiếm ăn? Cả hai. Chỗ nào có cha tới là dòng hay là chư thần chư thiên đều tới. Dòng nó cũng muốn xin cha xá tội. Mấy ông Trump mà đi đâu á, dân thường nó cũng thích coi vậy. Mà cha đâu có đi chỗ nào đâu, chỉ có mình thôi. Giờ những cái người, những người bay đệ tử kêu con sư phụ được huấn luyện, được dạy được những cái gì đó, bây giờ tổ sư Bồ Đề hay là ngài Tế Công đâu phải ai cũng quen được ngài đâu, đâu phải ai cũng là đệ tử của ngài. Tại sư phụ đệ tử của mấy ổng, rồi mấy ông bác tiên nữa, ông nào mà dạy sư phụ thua cái tính theo thế gian nhất tự là nhất sư rồi. Cho nên sư phụ có 6 ông sư phụ, trong đó Phật Hoàng á là người quan trọng nhất. Mà sư phụ ít cái mention tới, tại vì ngài nghiêm quá, ngài dạy sư phụ rất là nhiều. Cái này là của Phật Hoàng á, đầu tiên Phật Hoàng Trần Nhân Tông nghiêm nhưng mà rất là từ bi. Cái hạnh của sư phụ có mà tái sanh hôm nay Phật Hoàng dạy là gì? Hồi xưa Phật Hoàng dạy sư phụ á
là con làm vua như ta, con cũng từ bi như ta, con cũng buông bỏ thế gian, buông bỏ vật chất để mà độ chúng sanh, ta cũng buông bỏ ngai vàng. Đó Phật giảng và Phật Hoàng dạy, và những cái bài thơ Phật Hoàng dạy sư phụ đó. Ta mới lên núi Yên Tử ta tu, sau này con cũng sẽ như ta, con là đệ tử của ta, không nước Việt Nam. Cho nên Phật Hoàng những năm đầu ấy Phật Hoàng dạy sư phụ nhiều đó, tại vì sư phụ là học là một của kiểu Phật Hoàng, sau này con sẽ lập lại đời nhà Trần giống ta, là giống như là quên việc nước mà quên việc nhà mà lo việc nước á, quên thù nhà lo việc nước, hiểu không? Sau này sư phụ sẽ đi tu mà, tu thiệt, tu giữ thiên tâm mình, tức là cứ ngồi nhập tháp thôi, lấy cái áo của thầy Trang mua á, không phải áo dẻ phải không? Sư phụ cứ ngồi thiền, ngồi đến khi nào mà không cần để rocket mà tự động nó bay về, giống như kiểu bà chị vậy. Vì già phải ngồi thiền với con, cỡ này sư phụ mà được về tuổi như cỡ cao đồ á, là sư phụ ngồi thiền từ sáng tới chiều, tôi khoái ngồi thiền, còn ổng không thích ngồi thiền. Cỡ tuổi này là đúng là phải ngồi thiền là thành Phật liền, giống như Edwin ngồi thiền á, được. Tại sao ổng ngồi có 2-3 năm mà hôm nay ổng thành, ông đạt được chứng tu đạo hoàng rồi? Tại vì khi lớn tuổi á, cái đầu của mình nó trở lại thành đứa nhỏ, nó vô tư lắm, nó trống rỗng mà nó không có lo gì hết. Tức là chúng ta lấy lại những gì chúng ta đã mất trong vòng mấy chục năm qua, trong đời người lăn lộn cực khổ, chứ thật sự đâu có ghen đâu, mình lấy lại những gì mình có. Tại vì mỗi ngày lúc mà lớn lên á, mình học hành vật chất, tiền bạc, yêu đương, thì mình mới bị che lấp cái chân tâm của mình, cái tánh nguyên thủy của mình. Rồi đó, khi lớn lên á, mình mới nhìn thấy hết cuộc đời. Mình không biết tu gì á, mà cái người lớn tuổi mà không biết tu, họ cũng nhìn lại cuộc đời của họ. Rồi từ đó họ mới hối hận, rồi họ mới vui, cái đạt, cái bại, cái thành, cái bại, cái thành, cái bại, cái thắng, cái thua. Thì ổng đã trải qua hết cái đó rồi, thì cũng giống như tu thôi, công thức tu cũng là vậy mà. Rồi đến khi mà ổng cảm thấy đời này vô thường, tôi có lăn lộn trên khắp thế giới, đi nơi này nơi kia tìm tiền, có lúc dễ có lúc khó, nhưng mà cuối cùng á ổng ngộ ra được, ổng buông hết, ổng ngồi thiền, ổng đừng vậy. Cho nên về già tu dễ hơn trẻ gấp nhiều lần. Hơi đâu đi làm chính trị nữa mất mình. Đã cỡ tuổi cỡ con nè, con còn quậy thêm được 30 năm nữa. Tại vì sau này y khoa nó giỏi á, người sẽ sống dài hơn, tại trong kinh Phật có nói. Thời nay mình 60-70 là gì, mình stress nhiều phải không? Còn khi mà cái thời thanh bình á, thế giới nó thanh bình, cộng lại với những cái đồ ăn đồ uống với thuốc men là nữa, không có Covid nữa, mình tới 120-130 giờ. Ôi chết cha, nếu mà sư phụ sống thêm 50 năm nữa mấy anh cộng sản thì chịu nổi. Xong con từng một năm mà khấn cái kiểu này mấy lần là chết luôn rồi. Đó, mấy cái lời của sư phụ nói là khấn vậy là cha là mấy chư Phật là nghe hết. Ngày mai upload lên là mấy anh về cộng nghe hết luôn. Chắc cha nó cấn tôi kiểu này, thà nó nộp đơn thư Liên Hiệp Quốc hay là nó làm gì chứ nó khác như này là tụi tôi mau chết, mau sụp đổ. Hết nó thiền tươi nữa, bởi đứng đây nói nè. Cho nên mỗi chúng ta đều có nhiệm vụ đã được họ ký rồi, quên, chứng nhận rồi, trên chứng nhận rồi, Đức Thầy chứng nhận rồi. Cộng lại thêm một cái người mà Hồ nói trên mạng là ông Thiên Ánh đó, cũng là quả hảo gạt đúng không? Mà hôm nay bữa nay ông về ông đứng mãi, cho ông Trang nó qua nó khóc, nó lại ba nó quá trời. Ổng còn cảm ơn mình nãy nữa, rồi ổng đi chung với Đức Thầy,
Rồi ông kêu, tại vì ông nào đứng chỗ nào chỗ đó, ông không có đi vô trong cái khu nhà bếp mình được. Cái ông nói Thái Tử ra thăm tôi một chút. Lúc đó thường mới cầm cái nhang đi lang thang rồi. Ông Thiên Ánh đi theo hầu đức thầy, tức là đã là có phước rồi, là theo Phật rồi đúng không? Đó là vậy thôi. Với ở trong đó đó là những bác mà ở trong đường Tô Long Thổ mà sáng bác mại nói, họ cũng đều có phước. Ai mà phòm Minh Dương á là đức thầy rước hết. Thì trong đó có những ông đi trước, mà mốt ông tóc bạc nè cũng đi như vậy, cũng theo đức thầy, ông này cũng vậy nữa nè, là đi một băng vậy đó. Chẳng đi xin phép cái lâu lâu cái về núi mình cái thử bắt thử phai của mình. Thì ông Thiên Ánh ông cũng y chang vậy thôi. Hồi xưa ổng già mà ổng sắp chết, ổng xấu lắm, mấy đứa đây biết á. Đến bây giờ ổng đẹp trai 40 mấy tuổi là cỡ như đứa tính nha. Tôi luôn luôn nghĩ về là đức thầy thôi. Sư phụ, sư phụ có thể xin cho tôi họp để tôi họp với đức thầy ha. Dạ. Nhiều được chuyện đồ bị ông làng lần dạ. Nhớ không? Nhớ lắm. Tự nhiên khóc nhớ đức thầy. Tại vì công lao của ngài quá lớn. Hôm nay gặp sư phụ đã từng sống với ngài trong nhiều kiếp. Sư phụ là người thứ hai mà trong đời tôi trân trọng và kính nể. Có một kiếp tức là mỗi lần mà đi làm việc á, mà hai trò đi làm việc chung, tái sanh cũng cùng tái sanh đời đó. Nhưng mà có một kiếp rất là hay nhưng mà mình không dám kể trên mạng. Bữa mấy gì nói đi khắp đủ tất cả các nước luôn, nhiều nước lắm. Ở cái trái đất này á, bây giờ anh Thôi mới hiểu được 96 dạng nước linh căn của mẹ gãy xuống á, là nó sắp xuất, vẫn là con cha, chúng ta đều là con cha con mẹ hết. Nhưng mà nó không phải là directly. Có người thì thảo mộc, có người thì rồng, có người thì cốt chó đầu thai từ từ, nhưng mà cũng là con định đó. Nên nó kiểu quý thụ là anh của mấy con, nhưng mà khác là đích thân cha tạo ra, đích thân mẹ tạo ra. Rồi mỗi một cái nơi nào mà cần khó khăn đó là cha mẹ sai đức thầy hộ xuống. Những người tiên giỏi hoặc là những người tướng thiên tướng giỏi xuống đây, xuống những cái thành tinh đó để mà dạy dỗ họ. Thì giống như bây giờ nhìn lại á, một mình nói như cha mẹ giống như bầu xô, rồi ở dưới có một vàng ca sĩ vậy đó. Đến một vàng người thợ vậy đó, ai đóng vai gì vậy gì mà đúng cái vai đó phải là người đó phải đóng. Người đóng vai ác, người đóng vai hiền. Của đức thầy đóng rất là nhiều vai, nhưng mà cái vai này là vai cuối của đức thầy ở trái đất này, cũng là vai cuối của sư phụ trái đất này. Thì nó không có còn thể chế của thiên ma nữa, đâu cần thủ đây nữa. Còn cái bình thường lại là do tất cả các con, các cả chúng sanh, họ còn tham chút tiền, họ còn ích kỷ chút, nhưng mà cái sự bất công sẽ không còn nữa. Bất công là ma mị á, giống như kiểu gì cộng nó trắng nó đen, đen nó trắng vậy đó. Sau này nó không còn cái đó nữa, vì tất cả chúng ta ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày, không ai gạt chúng ta được. Rồi sau đó mở một chút
nhãn thông nữa, thôi khỏi nói luôn. Ôi thưa ba, bữa này con hiền quá vậy, im re ta. Hôm nay ngồi cái bữa nay tôi ngay mấy thứ không ngủ con xin chỗ chóc nè, mình đâu có nhiều thời gian đâu, hết chuyện rồi xong mới con mai rồi đi về hết rồi. Đừng gần lên đây, đây ngồi gần gần đi, ở vui ngày giờ này hả. Cái chuyện này thiếu tự nhiên đi mà bị vậy mới biết là đệ tử trung thành phải không? À, ở đây á thì hồ có Hải Thiêu Tanh có tính nên hai thằng này á phải đặt cái tên gì ta. Đây con thằng này, thấy con thấy hai này tránh giống giống không? Ôi không thấy rồi. Chồng người con đây à, 10 năm. Ông nghiệp mà nhìn khá xa xò hơi gom lên ngồi chỗ này. Không gian có nhiêu đây mà người chúng ta mỗi người mỗi đời ha, muốn gom cái người gom cũng dễ ha, vé máy bay rồi tới hết, công nhận vỗ tay. Nếu còn tinh thần lòng tin vững mạnh, cha cũng thường dạy phụ dạy mấy con phải giữ vững lòng tin. Đức thầy về á là cao đồ cũng sẽ không có thấy nữa, cao đồ chỉ nói chuyện bằng âm thanh thôi, giống như nãy là vậy, nãy thầy phụ quay bằng cái này cái điện thoại, chứ giờ cao đồ nghĩ nói chuyện sao, nói chuyện như kiểu bằng ngoài thì nhập định cao đồ có nhập định được, đúng không? Mình cũng như bên cao đài từ xưa giờ chỉ chạy chữ vậy. Cái ngày hôm qua cái bác mà với ông bố nghe cũng răng là rụng rồi, tóc giờ cũng bạc mà không rụng tóc không quải thôi, ngày nào cũng chờ từng ngày cũng mới như sổ thôi, cứ nghĩ là không còn bao xa là chim hiền được về tổ. Nhưng mà ngày hôm qua thì trên một vị lớn ở trên về nói là lúc mà nói chuyện xong cũng từ giả như kiểu mình ta sẽ gặp các ngươi trên đất mẹ, mà nói với ông bác mẹ với ông bố chứ là phải nói với sư phụ là dư sáng rồi, sư phụ đã cá độ với ông Đạt Lai Đạt Ma rồi, tại mấy vị hồi xưa ô ngài đừng lo cái ông kia ông ngợt cũng tám mấy chục rồi, tại sư phụ lo phần sư phụ không có lo phần sư phụ nữa. Mà ngày hôm qua cái vị đó là nói chuyện với hai ông già đó thì là bao lâu, hai ông già đó với ông già này con nghĩ ông nào gần hơn, giờ mình cá độ ông nào đi trước ba ông hả? Không thì ngày hôm qua cái vị nói là hai ông kia sẽ cầm cái cờ này này về bả thiết nữa, cầm cái lá cờ này luôn thì hỏi ông nào ông nào đi trước mình nghe. Tôi nguyện tôi còn để mà tôi cầm lá cờ đó. Cái lá cờ đó nó không phải là gây hận thù, mà cái lá cờ đó là lá cờ để mà lấy lòng tin rail với Mỹ, nên nhớ Mỹ nha, là mấy con làm ăn công ty cũng vậy, ISO cũng vậy,
luật Mỹ nó có cái cấm vận á, rồi sanction á, nó có nhiều cái là nó remove lắm, mà một bước một mà lên trời mà nó làm liền á, không bao giờ. Thí dụ Việt Nam mà nó ok, tôi không xài cờ vàng bảy thập đỏ nữa, sao làm bản đỏ rụng đồng nay mai đi, mà xài là cờ kiểu khác, mà cái đổi thay chế kiểu khác, nó cũng vẫn là 20-30 năm á. Chứ thằng này á là lẽ nhất là vì nó đã có nằm trong cái record rồi, hiểu không? Thế nên tại sao tôi giải thích vậy luôn á mà không ai hiểu. Tại sao cái phi trường thân nhất mà giờ mình đi máy bay quốc tế vẫn còn chữ Sài Gòn, đúng không? Nó đâu có nói thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì cái này nó đã có cái cũ rồi. Ồ, thì lúc đó người Mỹ sẽ nhìn là 50 năm miền Nam gọi là giải phóng đi, nó kêu là nội chiến bình thường thôi. Một quốc gia cũng trở lại một quốc gia cũ. Dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc cũ, đúng không? Tại mấy Bắc Cộng cũng là người Việt đó, Việt Nam, ở Hồ Nguyễn đúng không? Con Hồ Nguyễn luôn á. À, mà là Việt Nam. Chứ nó không có phải là người miên chiếm mình, rồi mình chiếm lại, thì nó hai chuyện khác. Mình hiểu cái concept của Mỹ, nó có công thức, nó làm việc á. Nó phải có lý. Thì từ đó mình mới hành cường quốc lẹ được. Nó có những cái quốc tế đâu phải dễ đổi. Cũng giống như hồi xưa lúc mà Đức Thầy mất tích, ngài ở Nhà Văn Thiên Điển giữ của ngài $1 trillion, rất là nhiều tiền. Và đồng thời hàng năm Nhà Văn Thiên Điển phải trả tiền lời cho nước Việt Nam khủng khiếp. Sư phụ có cái video mà nó vô nhà kho này của ngài ở bên tỉnh chờ sư phụ. Mấy chỗ nó ở này đâu phải có tôi của sư phụ tôi. Ừ, có nữa. Mà mấy ông Việt Nam mà muốn lấy cái đó thì nhìn quốc tế nó không có được. Nhưng Đức Thầy không có con cháu gì để Việt Nam sẽ được xin trước. Không, nó có những cái mà người đời không bao giờ hiểu. Tại sư phụ là ở cái label thì có những người tự nhiên. Ở Việt Nam á, nó có một số người rất là đông, mà họ cũng là chính trị, họ cũng là tâm linh. Mỗi một lần mà sư phụ mà làm gì á, là họ là người chỉnh đầu tiên, họ là người nghe clip đầu tiên. Cũng giống như sư phụ mới có ca bỏ clip ra, Thái tử ơi, ngài là giáo chủ mà sao ngài cứ ca hoài, ngài ca dở quá. Sau này mấy đứa nhỏ nó bắt chước ngài, nó ca nó không chịu tu làm sao. Trời ơi, mấy ông đi phò mình, mấy ông đi cầm lên lại với mình, nó ông già không à. Cái mình nói, ông nói là chắc tuổi ông lớn tuổi rồi, thì tôi độ ông đã tin tôi, đã tử tôi có ca dở ca hay, thì ông tin, ông cũng phải là tin thôi, cũng phò cũng phải là phò thôi, đúng không? Giờ chưa, còn mấy đứa nhỏ nó đâu có thích nghe thì nói chuyện nhảo nhảo mà tâm linh kiểu này, thì nó ca để nó có điển thanh rồi từ từ mình mới dụ nó. Thì cái ý mình là vậy. Để sư phụ làm gì mà hỏi bà trên có nên hay không nên. Cái bà trên vậy đó, ở trên nó Chúa cũng ca, Phật cũng ca. Con không có làm giới lực, mà giới lực ở dưới thế gian đó, Phật Thích Ca nói là tăng ni không được ca. Con đâu phải tăng ni. Ở trên giới lực vậy đó. Cho nên chỉ có người là gọi là chấp thôi. Còn cái ca dở ca hay thì là một chuyện khác đúng không? Mà mình cố tình dở để nhớ mình dài. Sao? Mấy đứa ca hay làm những hướng ca hay quá, ta nghe bản là ta quên rồi. Ca dở để ca sai danh từ đó, chặt giọng nữa không nhớ dài. Ok rồi, mình mấy giờ rồi đây? Đi về chưa? Dạ 10 giờ. Lẹ. Mấy ngày, mấy ba, mỗi ngày mấy con qua đây sửa thì cho chia tay. Thì có tội nghiệp á.
bỏ công ăn việc làm, bỏ tiền của qua đây ngồi. Nếu mà gặp được Phật ok rồi, mình ngồi đây 50 phút nữa. Còn muốn nói gì cứ nói thì cho vui. Này quay chơi thôi, không có upload. Tại vì xưa thời chinh chiến La Mã, tụi người La Mã đó, nó có thể dùng cái tôn giáo để nó đi thống trị thế giới. Cái xác chúa bảo đảm không ai tìm được, có thể nó chôn cái gì tầm bậy bạ ngay chỗ đó là nó lập lên thôi. Giống như hoa Mỹ như Veronica vẫn đèn của tổ cái lúc đang bận là chưa nói chuyện kịp với tổ thì đã quấn khúc rồi, cái hồi cái Veronica muốn quấn kinh nữa, cái thụ mới hỏi tổ, tổ nó vô quá ngại, nghĩa là tổ nó cứ quấn thoải mái đi không sao chứ, vô quá ngại là quấn thoải mái không biết không. Không trả lời vậy á, tổ mình á cái gì là trực tiếp không á. Giống như bữa thụ làm cái bàn á, thị phụ xuất hỏi cái ông cầm kiếm á, ông Tứ Đại Thiên Dương á, ông nói ngày làm sao miếng đẹp được. Thật sự mấy gì không có chắc. Không có tâm đạo đây ta. Tâm đạo đi hả? Anh thử đây không? Anh thử rồi về nói lại với sư phụ của con nghe. Anh thử nhắn lại con nói sư phụ của con. Là tâm đạo là sư phụ con. Phải không? Còn hoài tâm là sư mẫu đó, sư đột không? Hồi nãy sư phụ đang đói bụng quá. Sư phụ ăn. Tâm đạo lo lại cha lại mẹ không lo. Lo sáng sư phụ. Sư phụ quản hồn. Tại vì trước mặt mấy sư phụ của sư phụ là ở ngay đó, cha ngay đó, mà là không lại mấy vị đi lại mình. Nhỏ cũng sùng luôn. Gài mình lên để cho cha. Sư phụ không có thích mấy cái đó. Sư phụ ít thích ai gửi lại sư phụ lắm. Năm đạo tu như vậy. Hiểu không? Không có nên mấy cái gì đứng trước mặt của mình á, làm vậy cái mấy gì trách sư phụ, nó giống như sư phụ có cái ngã hay sao. Mấy cha thì đứng đó sờ sờ đó, Long Dương nữa, mẹ nữa, Long Mẫu nữa, mà buổi lễ rồi thì hồn mấy nó giữ đi, gặp mình là cứ lại mình lại mấy gì cũng chết luôn. Chúa Giêsu của mày xưa hứa với mày cái gì? Chúa Giêsu lên lớp từ elementary lên high school. Tại thiên tâm mình nó khó dễ mình cho high school đi. Rồi đạo Phật chánh tâm á, là họ buông hết tất cả đó để mà thành Phật cho lẹ đó, thì cho họ đại học đi. Có hiểu không? Thì mình cứ mình high school được rồi. Đây mình cũng còn hàng tâm tịnh nhục. Thì mình cũng còn vợ chồng đúng không?
thì coi như mình thua đi, nhưng mà mình cũng là học Phật. Nhưng mà trong một số đệ tử Thiên Tâm về lâu dài á, mà muốn đại học á, là cũng dẫn Thiên Tâm rồi hạ thủ công phu, cũng phải tuân theo những cái giới luật của Phật Thích Ca. Còn giới Thiên Tâm của mình thì là vậy đó, để mà mình lấy cái số lượng đông chung dung toàn thế giới. Còn khó như đạo Phật á, ít ai theo nổi. Mà như bên Công giáo á, thì hôm nay chỉ có hai cuốn kinh tới đó là hết cái nấc thang để mình leo rồi. Cho nên giờ Chúa tái lâm lại cho lên lớp. Con giải thích gì dễ. Con nên dạy những gì con biết là con dạy hết. Chủ yếu là Thiên Tâm mình là ngồi thiền là chính, để tâm nó tịnh. Còn bên đạo Phật và Đại Thừa đó là họ chủ trương là niệm Phật không à. Niệm Phật nhưng mà cái tâm nó đâu có, nếu mình biết niệm liên tục á thì cũng gọi là thiền đó, nhưng mà cái đó nó không có phải. Khó có người đạt được cái đó, gọi là tâm bất loạn. Cái quan trọng á là khi tôn giáo, có nghĩa là mình ghi tên vô một cái trường học, thì trong trường học nó có cộng lực, thì giống như con ngồi gần Cảnh Tú, ngồi gần sư phụ, thì cái lực hiện từ nó cũng lây qua con có tu dở con cũng sẽ hiền theo. Thì cho nên tại sao từ những loài thú, loài người, tất cả các loài đều phải có bạn, có đàn, phải đi như vậy. Con nào đi lẻ loi là bị sơi tải. Ở dưới thủy cung cũng vậy, trên bờ cũng vậy con thử. Đó là tại sao chúng ta phải quy tụ. Làm gì làm phải có nguyên tắc của sư phụ. Không có được giận nhau ban ngày, không có được hỏi chuyện cá nhân, hạch hỏi chuyện cá nhân, soi mói cá nhân, không có được mượn tiền của nhau. Thì mấy đứa con sẽ giữ tình tỷ muội huynh đệ bền vững. Còn mà sai quy tắc của sư phụ thì là coi như là sai rồi. Thì một cái gia đình nào cũng có quy tắc, cái đó là riêng sư phụ quy tắc đó. Còn quy tắc của cha đó là 12 giới lực đâu đấy. Của cha. Còn của sư phụ có 3, dễ ợp, dễ làm. Dễ không? Mấy con thấy cái đó dễ không? À hả, không giận nhau quá ba ngày dễ ợ, đâu khó đâu. Chào cười hồi bữa nãy đệ tử này á, sao con lại cạo tóc vậy? Thì dễ thích nghe thử. Con cứ ngồi nói chuyện bình thường đi. Xuống tóc gieo duyên. Dạ, chứ con không phải là xuất gia gieo duyên. Nhưng mà tại sao phải xuống tóc gieo duyên? À, dạ, thưa sư phụ, con muốn trả ơn cha mẹ với ân sư của mình. Trời ơi, là con dạ. Đúng là tại con không ghen dạ. Cần cha mẹ. Chứ lúc trước sư phụ thấy tóc con cũng đẹp đó. Xuống tóc gieo duyên cạo kiểu này. Cũng ra mà thưa thầy. Ra hả? Lâu lắm rồi. Tóc tai của cha mẹ mình trả về cho cha mẹ. Nó không là một cái nguyện thì cũng tốt, không ý không có gì. Ba mẹ còn sống là mất. Dạ thưa sư phụ vẫn còn nhưng mà con không ở gần. Người ba mẹ có buồn hay vui thấy con xuống tóc vậy? Thực ra là mọi người không có biết. Không biết hả? Dạ. Con có chụp hình dễ vậy? Dạ không biết. Dạ đứa đệ tử này cũng lạ. Mấy con dám xuống tóc kiểu gì hết không? Dạ mà. Dạ. Con hả? Vui vậy hả? Tóc thô là hai tuần nữa ra cũng thầy. Thôi đâu nhầm gì đâu. Chỉ nhỏ. Gác kìa mấy đứa con kìa. Xuống tóc giao nhiên trả ơn cha mẹ. Con nói chuyện là con hiếu. Rất là
Quảng Ninh. Nhưng mà mình phải làm cái gì nó có thực tế hơn không? Dạ bác ạ. Tiền phải gửi về cha mẹ. Muốn đâu bà không có xài được. Biết nhưng mà mình cũng phải có để cho anh em trong nhà. Nhiều mình có ít mình ít, nhiều cái nhiều cũng phải gửi. Chứ còn ở xa mà con không có về được, không có chở ông bà già đi ăn được, con cũng thấy buồn đúng không? Thì con làm cái đó là cho con, còn con gửi tiền là cho ba mẹ con. Hiện giờ con xuống tóc là cho con, để mà con cảm thấy là an ủi đúng không? Con gửi tiền ba mẹ con xài, tại Việt Nam lúc nào cũng cần tiền hết. Mình cũng cần cả hai. Mỗi lần con gửi con hay xin lại, giống như là ví dụ chẳng hạn con gửi 300 350, ví dụ vậy đi. Thì con nói là cho mẹ mami cho con xin lại 50, xong mami dùng cái tiền đó mami đi làm từ thiện, thì coi như là cái tiền đó là tiền của mami, tức là con gửi là biếu 350 nhưng cho con xin lại 50, thì tạo cái cơ hội cho mẹ được giao duyên. Mami con ở đâu? Dạ nhà đình con là người ở Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Nơi đó không có người, nhiều người biết đạo. Ông mốt thụ về lập nhờ Phạm Nhật Dượng lập chùa Thiên Tâm ở đó. Dạ. À, tại mốt nó cũng làm bạn với phụ à. Rùa khoáng đó, tại rùa khoáng. Cho nên là bữa hổm phố vô xa, ông nhắn cho phụ á. Phụ đâu nói xấu nó đâu. Xe mày đâu phải. Nhưng mà tao dắt xe thử. Đụng nó bay nhẹ quá. Tao bảo cái nhỏ cái mũi đó đó. Không có một cái người nào mà không bị chửi con. Hôm nay Bình Dương bị chửi, Trần Nhật Phong bị chửi, Chu Quốc Huy bị chửi. Ông Tạ Đức Chí, Charlie Nguyễn, thị trưởng Mất Minh ta. Không có ông nào không bị chửi. Có mình Chu Phụ là không bị chửi. Kỳ thiệt. Cũng mong nó chửi sao. Con nhớ coi cái clip kìa đó không? À, cái vụ mà mê gà hả? Không, mà nguyên cái buổi tiệc đó đó. À, cái buổi đó là phải nhờ ai ta? Ai là người mà thiếu cái khăn đó vậy? Bữa nhớ cái khăn bữa nào tặng nè? Ngay cái thời điểm tại nhiều người tặng cái khăn loại đó, sư phụ không biết là ai có khăn đó, mà trong xe cũng hên nghe, nó có cái khăn đó, mà sư phụ vô tình hay là cố ý, nó lạnh quá. Cái bữa đó hình như là cũng năm mấy độ, 50 độ, 40 độ, sư phụ ra quất, mà nhờ quất đó mới không bị chửi. Thiệt đó. Đây một buổi tiệc lớn nghiệp có biết bao nhiêu tổng cục hai nằm dùng trong đó, rồi cộng sản ở đây nằm dùng nó đầy chứ bộ. Rồi mấy ông HO cực đoan cũng nằm dùng chổng cho đủ khoe hết, mà nhỡ khăn đó mà không bị người nhiều quốc gia hải ngoại chửi. Cho nên cám đứa này là cảm ơn đứa là tử nào thiêu khăn đó bữa đó. Cô chồng của Tùng. Cái khăn đó thì cụ nhớ là nó không có dấu thiền tâm, nó chỉ là thường thôi. Tại cái đó nếu mà con về chính trị nó là big deal. Trước mặt đó là mình đưa cái strategy của mình rồi. Thì sau này thì cụ mới hỏi là mấy gì khiến vậy. Là vì sau này á, những cái người mà trong đó bị mất uy tín, sư phụ có thể để nói lại cộng đồng người Việt. Khi mà con ra ngoài đời á, mà con dựng cờ đó, là cái ý tưởng mình sao nó dính cứ ngắt với mình. Mà khi mà con bị cộng đồng mà nó ghét rồi là con có bỏ 10 tỷ cũng sửa không có được á. Ừ. Nó khó cái chỗ đó. Từ đầu xưa tới cuối thù chỉ là không có ưa cộng sản. Cũng không phải là mình nói là không ưa quốc gia nha, quốc gia cũng có cụ trong đó. Tôi chỉ nói là không ưa cái án. Thì chỉ là chuộng cái thiện thôi.
Rồi từ đầu cái clip đầu tiên tới giờ, tới ngày hôm nay cũng là như vậy. Hộ chỉ là theo cái thiện thôi. Chứ trong quốc gia, người quốc gia mình nó cũng có người ác, trong cộng sản cũng có người thiện đó con. Trời sư phụ coi tướng lại á, cho ở trong đó quân của cha gửi xuống nhiều lắm á. Ngầm dũng chồng, người không dám nói tên, tại mấy ông đang nắm chức bự lắm. Để chút về coi thử bài sớ đi viết gì mà mấy vị khen quá trời. Không có gì đã khen ông sơn tài ông vô thùa thái tử. Thái tử đọc cái bài đó mấy vị quá trời cảm động, cha cũng cảm động. Tôi chúc ngài tổng nói chuyện với hộ, chúc ngài được toàn ý là tội nguyện, ý là tội thành ý nguyện. Ông chúc vậy đó. Cha thì cha nói ok. Your wish. Cha cũng vui, cha vui, mẹ vui, Long Dương cũng vui, mấy vị Phật cũng vui. Ok rồi, thăm mình đi về hả? Về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng mệt rồi. Sáng giờ mình cũng mệt rồi, ngủ rồi. Gác rồi với mấy con, nhớ mắt lên lên. Giờ mai sáng nha.